Hôm nay tôi thấy đâu rằng ở chắp tay niệm Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chúng ta lại có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Và chúng ta đang học lễ dở cái phẩm Thăng Đâu Xuất Thiên cung thứ 23. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Chúng tôi đọc lại cái đoạn kỳ rồi chúng ta học. Tất cả chư Phật trang nghiêm thanh tịnh đều do công hạnh nhất thiết trí mà thành tựu, luôn gìn giữ bổ nguyện, chẳng bỏ rời thế gian, làm bạn bền chắc của các chúng sanh. Quang minh vô cấu thanh tịnh đệ nhất, khiến tất cả chúng sanh đều được hiện thấy. Là hôm rồi chúng ta đã học tới đây hết đoạn này. Sáu loài chúng sanh vô lượng vô biên, Đức Phật dùng thần lực luôn theo họ không rời. Nếu có ai thuở trước đồng Phật gieo trồng căn lành thì đều khiến được thanh tịnh. Đối với lục đạo chúng sanh chẳng bỏ bổ nguyện, không khi dối, đều dùng pháp lành phương tiện nhiếp thủ họ tu tập thanh tịnh, xô phá tất cả ma đấu tranh. Từ vô ngại tế sanh ra sức quảng đại, nhật tạng tối thắng không chướng ngại, nơi tịnh tâm giới hiện ra ảnh tượng, tất cả thế gian đều được thấy. Đem nhiều pháp môn ban cho khắp tất cả chúng sanh. Đức Phật là tạng quang minh vô biên, những trí lực đều viên mãn, luôn dùng quang minh lớn chiếu khắp chúng sanh. Tùy sở nguyện của họ đều đầy đủ, lìa các oán địch là phước điện vô thượng, chỗ nương tựa chung của tất cả chúng sanh. Phàm có cúng dường đều khiến thanh tịnh, tu chút ít hạnh lành thọ hưởng vô lượng phước, đều khiến được vào bậc trí vô tận, là ông chủ những thiện căn thanh tịnh của tất cả chúng sanh, là ruộng tốt tối thượng phát sanh phước đức cho tất cả chúng sanh. Trí tuệ Phật rất sâu, phương tiện thiện xảo có thể cứu tất cả khổ ác đạo. Chúng ta thấy tới đây các vị Bồ Tát và các vị chư thiên tiếp tục nói về cái đây mình dùng cái gì là Phật công đức, Phật công đức, hoặc là nói về công đức Phật. Công đức Phật nó khác với tất cả công đức của chúng ta. Nhiều khi mình gặp một người Phật tử nào đó cúng dường tam bảo lớn, mình dùng từ người đó là gì? Người này có công đức đối với chùa, thực sự có phước. Chứ còn công đức, phước đức là một chuyện rất là khác. Cho nên chúng ta thấy là nói đến Đức Phật mà là công đức Phật chứ không phải công đức bình thường.
những cái gì mà Đức Phật được thành tựu là do Đức Phật thành tựu nhất thiết trí. Nhưng mà kỳ vừa rồi chúng ta đọc học cái đoạn mà chúng ta thấy là gì, bổn nguyện chẳng bỏ rời thế gian, rồi làm bạn bền chắc của tất cả chúng sanh. Như vậy là đến đây thì lại nói tiếp là sáu loài chúng sanh vô lượng vô biên. Sáu loài chúng sanh là ở đâu? Thứ nhất là trời, thứ hai là Atula, thứ ba là người, thứ tư là súc sanh, thứ năm là ngạ quỷ, thứ sáu là địa ngục. Trong sáu loài này là thể hiện sáu cái tầng tâm của mình. Bây giờ mình coi mình ở cõi nào. Nếu mà chúng ta thật sự là người hiền thiện và tâm thanh tịnh nữa, phải có hai cái này, hiền thiện và thanh tịnh mới được. Chứ còn hiền thiện mà tâm không thanh tịnh thì cũng khó lên cõi trời lắm mà. Cho nên hiền thiện á, thì những người này có những cái phước lành, luôn luôn là nghĩ tới cái việc lợi lạc người khác, luôn luôn sống có lợi ích cho trần gian này, thì tức là cái việc thiện. Nhưng mà họ hiền và đồng thời tâm họ luôn gìn giữ được cái sự thanh tịnh. Thì á, nếu như một người mà làm phước lớn mà hiền thì người đó cũng đủ phước để sanh về cõi trời. Ví dụ như trong đời này mà chúng ta có thể gây dựng được ngôi tam bảo, hoặc là chúng ta hộ trì được ngôi tam bảo ở đâu đó, hoặc là chúng ta ủng hộ những cái người mà tu tập bằng mọi hình thức. Hình thức không có nghĩa là chúng ta chỉ biết bỏ tiền rồi cúng dường. Đối với tam bảo thì chúng ta có thể làm đủ tất cả mọi điều để gìn giữ hộ trì tam bảo. Chúng ta có điều kiện để thân cận gần gũi thì chúng ta thân cận gần gũi. Chúng ta không có điều kiện thân cận gần gũi thì cái tâm chúng ta, hoặc là chúng ta phải có một công việc làm từ xa, chúng ta gìn giữ cái thanh danh, cái uy tín của tam bảo. Mà việc gìn giữ thanh danh, uy tín tam bảo là việc rộng lắm, không có nhỏ đâu. Ví dụ như bây giờ mình là một Phật tử thì mình giữ cái thanh danh tam bảo là cái gì? Ngoài cái việc ví dụ như người ta xúc chạm tới tam bảo thì mình phải thể hiện cái trí tuệ của mình, thể hiện cái đạo hạnh của mình, chứ không phải là mình hơn thua, mình chống đối người ta. Thì nếu như đối trước người ta mình có trí tuệ hơn và đạo hạnh mình hơn, để mình thuyết phục được họ là một người Phật tử khi đụng cái chuyện nghịch cảnh và họ vẫn sống tốt, họ vẫn thể hiện một cái đạo đức của Đức Phật dạy, không chống đối hơn thua, mà thể hiện cái tình thương của một cái người con Phật thực sự đối với họ. Thì vậy là chúng ta thuyết phục được họ, chứ không phải chúng ta chống đối. Đây không phải chống đối. Đối với đạo Phật là tuyệt đối, cái chuyện chống đối hơn thua là không có. Thì như vậy là ta nói tới đạo Phật là ta sẽ khen cái bà Phật tử nè. Tôi thấy bà hồi xưa bà hung dữ dễ sợ lắm nha. Bây giờ bà đi chùa một thời gian cái là bà hiền. Đụng tới bà thì bà thể hiện được cái đạo đức mà bà đã học được ở trong đạo Phật. Thì đó gọi là gìn giữ được cái thanh danh từ ở xa, mặc dù mình không đi chùa, không có thân cận gần gũi chùa. Nhưng mà chúng ta thể hiện được đời sống đó là xem như là chúng ta gìn giữ được thanh danh của tam bảo. Như vậy là nếu mà chúng ta một lần làm được cái điều đó là phước chúng ta rất là lớn. Vì xã hội họ sẽ nhìn đạo Phật qua cái người thân cận nhất là đời sống cá nhân của từng người Phật tử. Và họ nhìn qua cái người mà chuyên tu là tăng ni. Thì đương nhiên là tăng ni phải thể hiện đời sống của tu sĩ thực sự trang nghiêm thanh tịnh rồi. Không phải là hiền thiện giống như Phật tử, mà phải thực sự là trang nghiêm, phải thực sự là thanh tịnh mới thể hiện được cái người gọi là gì, tăng bảo, đúng không? Thì như vậy là nếu Phật tử và chư tăng mà được như vậy, chư tăng chỉ cần gìn giữ giới thể thanh tịnh, sống một đời phạm hạnh, chưa có thiền định, chưa có gì, thì đủ để tạo phước điền cho thế gian và cũng có khả năng là sinh về cõi trời. Theo trong giới học thì giữ giới thanh tịnh cũng có thể sinh về cõi trời.
Nhưng mà thật sự ở thế gian nó có rất là nhiều cái mẫu chuyện mà để cho người ta có thể sinh về cõi trời. Mãi cái chuyện ủng hộ Tam Bảo rồi. Giống như là cái thời của Đức Phật, chúng ta nghe rất là nhiều lần cái mẫu chuyện của Út Già Trưởng Giả, đúng không? Mình đừng có đụng tới ông Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc thì lớn lắm rồi. Út Già Trưởng Giả cũng là một trong những cái vị mà thí chủ chúng ta không thể tưởng nổi là ở thế gian có lại có người như vậy. Ông phát tâm cúng dường 1.250 vị tỳ kheo suốt 3 tháng hạ. Bây giờ cái phương tiện đó, nó dễ hơn ngày xưa, tất cả đều là thủ công, mình nên nhớ như vậy. Cho nên muốn sát gạo đó, là lơ mơ nó không có máy sát mà có khi là đã lột nữa. Và ông tập trung toàn lực để mà một ngày nấu ăn cho 1.000+ vị là không đơn giản, đúng không? Ít lắm là cũng phải 200-300 người làm. Thì xưa làm bằng thủ công, chúng ta phải tưởng tượng tới cái thời kỳ mà thủ công để mà có thể có được món ăn dân cúng cho 1.250 vị mỗi ngày đều đặn như vậy là không phải đơn giản đâu. Vừa tốn công sức, vừa tốn tiền của, nhưng mà vẫn làm một cách rất là nghiêm túc, hơn 2 tháng rồi. Thì cạn kiệt tiền của. Tại vì lo, nói chung là ví dụ như mình một cái chùa như thế này mà mình lo một đại lễ là muốn nghỉ thở mấy tháng trời chưa phục hồi. Mọi khi là cứ mỗi ngày suốt 3 tháng là khó lắm, không đơn giản đâu. Và nhất là tiền của cạn kiệt. Và khi cạn kiệt tiền của rồi á, thì bắt đầu vợ con nao núng, những người làm bắt đầu run sợ. Và họ nhìn trong kho là nếu cúng 3 ngày nữa là sạch, thì là hết vốn liếng làm ăn, thì cũng là gia đình ra ăn mài chứ đâu có còn, không có cái chuyện mà vay vốn ngân hàng giống như bây giờ. Không có chuyện đó nữa. Có tiền thì làm, không có tiền nghỉ thôi. Thì gia đình rất là nao núng, rất là sợ hãi. Thì lúc đó mới đến gặp mấy vị đại đệ tử của Đức Phật, thì Xá Lợi Phất, thì Mục Kiền Liên thưa thỉnh lên: xin với ngài khuyên giùm chồng tôi nó dừng tay lại giùm đi. Đúng không? Chứ cái tình trạng này là 3 ngày nữa là cả như gia đình tôi ra ngoài đường, không có cơm ăn, không áo mặc nữa. Thì chưa biết lúc đó sẽ ra sao. Cúng dường gì đâu mà hết nhà hết của vẫn tiếp tục cúng. Thì ngài Xá Lợi Phất khuyên là ông dừng lại đi, chuyện cúng dường chư tăng còn nhiều. Thì kỳ này ông không thực hiện được thì đợt sau ông chuẩn bị rồi bắt đầu ông thỉnh chư tăng lại, giờ để cho người khác phụ với ông cúng. Ông nói là bạch ngài, đã quá nhiều đời nhiều kiếp rồi, con gì cái chuyện riêng tư của con mà bây giờ con trở thành phàm phu ngu si như thế này nữa. Con không có dám đem cái gì riêng tư của mình để dâng cúng cho Tam Bảo, cho nên giờ phút này con như thế này. Xin ngài cho con hy sinh được của cải và thân mạng của con trong đời này để con cúng dường Tam Bảo. Và xin quý ngài đừng bao giờ có cái lời nào can gián nữa. Ngài Xá Lợi Phất buộc phải rút lui thôi. Thì như vậy là đêm đó cái ghế vua trời Đế Thích bị rung rinh cái ghế. Cái phước này đâu phải phước bình thường nữa, mà anh vua trời sắp sửa bị thai. Phước lớn quá, cũng vừa 1.250 vị mà chấp nhận hy sinh tiền của tính mạng, thì phước này không phải là làm chúng trời nữa mà phải làm tới vua trời nữa. Cho nên vua trời Đế Thích bị rung lai rế, ảnh sợ quá, ảnh dùng hết thần lực, ảnh coi cha nào chuẩn bị thế tao. Thì nhìn xuống thế gian thấy ông Út Già Trưởng Giả này sáng rực hào quang, sáng hơn hào quang của ảnh, sáng hơn hào quang mới thay ghế được. Phước cảnh giữ đến độ mà vua trời Đế Thích sợ rồi. Thì ông nói không được, cái kiểu này là mất ghế vua, đêm nay là phải xuống. Xuống trần gian, cứ là bây giờ cái kho báu cha này mà lấy ra nhiều nhát vàng vô ngọc ở đó để mà hùng phước cúng dường. Âm thầm vậy thôi. Thì Út Già Trưởng Giả mới đứng suy nghĩ là còn cái kho, còn 3 kho cuối cùng thôi, một kho là coi như là ngày. Thì đứng suy nghĩ không biết lấy cái kho nào. Cuối cùng mở cửa kho ra thì thấy vàng đầy ngọc ở đó để có thể tiếp tục cúng dường cho chư tăng ở thời đó. Vì vậy là ông lấy, cứ lấy bao nhiêu tiền vàng ra thì nó đầy ngọc kho trở lại, lấy nhiêu tiền vàng ra đầy ngọc kho trở lại.
Và cuối cùng ổng làm tròn cái bổn nguyện là cúng dường đủ 3 tháng hạ cho chư tăng trong lúc đó. Và chuyện sau đó thì ổng nói là ổng có thay ghế ông vua trời hay không thì đoạn đó chấm hết rồi. Nhưng mà chắc chắn là vua trời đế thích. Cúng đó cũng là cúng ké chứ không phải là quyết liệt quyết tâm cúng giống như là hy sinh thân mạng và của cải giống như ông này, thì chắc chắn ông này hơn ông trời đế thích. Ông trời đế thích gì là giữ ghế thôi mới đem tiền vàng xuống để thay thế thì cái tâm hẹp hòi. Còn trong ông kia là bán mạng để cúng thì cái tâm cũng sẽ khác hoàn toàn. Chắc chắn là vô trời đế thích sau cái đợt này là phải nhường ghế cho ông Út Già trưởng giả chứ không thể nào khác hơn được. Nhưng mà ở kinh thì không nói tiếp đoạn sau. Thật ra chúng ta thấy là khi một người mà đối với Tam Bảo từ cái thời trước Đức Phật nữa, tức là thời Phật quá khứ, ví dụ thời Phật quá khứ đi, thì chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất được sinh ra là ha, cái thân cũng vàng óng đúng không? Cái thân vàng vàng ròng nhưng mà thua Đức Phật thôi. Thì như vậy là nhân quả của một cái thời quá khứ có một lần là có một Đức Phật trên đường để khất thực đi ngang cái vũng bùn. Thì ông đó là Phật tử, ông nằm xuống để cho Đức Phật bước qua. Và Đức Phật bước qua để gieo duyên lành cho ông. Vậy đó mà nhiều đời nhiều kiếp sinh ra là cái thân đẹp đẽ trang nghiêm y ống ánh như vàng rồng. Nhưng mà cái phước chỉ thua Đức Phật thôi. Tức là đời cuối ổng cái thân ổng cũng vàng ống ánh chứ không phải là bình thường. Và trí tuệ thì siêu việt cũng dưới Đức Phật. Trong cái thời đó là dưới Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất. Và trí tuệ bậc nhất trong cái hàng đệ tử của Đức Phật. Như vậy là chúng ta thấy là có những người đối với Tam Bảo mà họ làm gần như là bỏ mạng, thì người thế gian xem họ là cái người không có bình tĩnh. Có nhiều người bị chê vậy. Nó làm bán mạng cho Tam Bảo, họ nói là cái gì đó, việc cuộc sống cá nhân không lo đủ thứ chuyện này nọ kia. Nhưng mà thật sự là đó là những người họ hiểu biết rất là sâu về Phật Pháp. Và cái tâm đền ơn và báo ơn đối với Tam Bảo với họ là không bao giờ vơi. Và họ khi mà họ nhận được Phật Pháp rồi họ sẽ nói một câu là gì? Đối với Tam Bảo con có thể bỏ hàng ngàn cái thân mạng này, hằng hà sa số thân mạng con chưa đủ để có thể đáp đền. Chứ còn thân này có gì? Còn mình giờ làm cực cực vài ba bữa ngồi kể thì biết rằng cái phước mình nó tới đâu rồi, thiện căn mình bao lớn. Cho nên là những người đó dứt khoát là sẽ sanh về cõi lành. Khi mà cái tâm nó hy sinh cho Tam Bảo, dù chúng ta ở bất kể ở cái môi trường nào, thì chúng ta cũng có thể làm lợi cho Tam Bảo. Thì như vậy là người này là phước để có thể sanh về cõi trời. Còn một cái tầng thứ hai nữa là gì? Atula. Thì như vậy là những người đó rất là nhiệt tâm, rất là nhiệt tình và cũng sống có lợi ích. Nhưng mà thứ nhất là gì? Tâm sân hận không có dằn được. Cái thứ hai là cái lý tưởng giác ngộ giải thoát không có. Nhớ, Atula nó có cái này, tức là ảnh cũng làm lợi, ảnh cũng có hy sinh cho một tập thể nào đó chứ không nhất định là Tam Bảo. Ảnh có khả năng giúp được có lợi ích cho số đông, nhưng ảnh không có lý tưởng giác ngộ giải thoát. Và chúng ta phải thấy được cái là không có lý tưởng giác ngộ giải thoát nữa. Và đừng có dùng từ là nhiều sân hận, còn sân hận không có dứt trừ chứ không phải là nhiều. Tại người ta biết làm lợi lạc người khác, biết chăm lo cho đại chúng chứ không phải là không. Nhưng mà lý tưởng giác ngộ hoàn toàn không có. Thì người này có thể sanh về cõi Atula, tại cõi Atula gần như là một cõi thần. Thế như vậy là cái vị đó cũng có thần thông và ra vô cõi trời được. Trong kinh thỉnh thoảng có những cái mỗi chuyện mà các vị Atula lên cướp thiên nữ, đánh lộn với mấy ông trời để cướp thiên nữ. Thế vậy là cõi thần cũng có phước vì lợi ích cho đông người. Nhưng mà tại vì ông không có lý tưởng giác ngộ giải thoát, ông có phụng sự Tam Bảo. Đối với Tam Bảo mà phụng sự được và học hỏi lý thuyết giác ngộ giải thoát, và mình có cái tâm nguyện, có cái định hướng giác ngộ giải thoát thì mới sanh về cõi trời nha. Còn những cái việc lợi lạc ở thế gian có thể về cõi Atula. Hai hướng rất rõ ràng để chúng ta thấy là hai cái ông này có khi á, có những người làm lợi lạc cho cả một đất nước.
Nhưng mà nó không có thể được sanh về cõi trời đâu á, vì không có lý tưởng giác ngộ giải thoát và không có tu tập, cho nên về cõi thần Atula. Vì vậy mà ông vẫn có quyền lực và có thần thông, chứ không phải hơn cõi người mình. Vì ở nhân gian họ đã làm lợi cho nhiều người, có nghĩa là khi họ chết họ chắc chắn là sẽ hơn nhiều người, chứ không thể nói câu khác được. Bây giờ mình nhìn sơ qua một con người sống ở xã hội này, chúng ta có thể tự đoán được là người này sẽ hơn mình sau khi họ bỏ thân mạng này. Tại vì một người mà hơn người khác không có nghĩa là hơn nhiều quyền lực, không phải là họ có thế lực là họ hơn, nhưng mà hơn người khác ở cái chỗ là họ làm lợi nhiều người quá. Nhưng mà xét xem coi họ đủ để có thể về cõi trời hay không là coi cái lý tưởng giác ngộ của họ tới đâu nữa. Hay cái này chúng ta có thể đoán được là họ về tới cõi trời hay là họ về tới cõi Atula. Và Atula không có nghĩa là họ không có phước, chỉ một cái là trí tuệ giác ngộ họ không có thôi nha. Họ không có thua mấy chư thiên cõi trời, đây là điều mà chúng ta phải biết, cho nên mới dám là ngang nhiên vô cướp thiên nữ chứ. Đâu có phải thua cõi trời đâu, cũng ngon lành lắm. Nhưng mà tham sân thì không có từng tu tập, cho nên là thích cái gì là làm cái đó. Thích thiên nữ là lên đánh lộn mấy ông trời bắt thiên nữ. Cho nên là cõi đó là cái con người sống ở loài người hoặc là sinh hoạt ở những cái nơi mà có lợi ích cho số đông, nhưng mà không có lý tưởng giác ngộ giải thoát, không học hỏi đạo lý nhiều, không có lý tưởng giác ngộ giải thoát. Còn cái cõi nữa là cái gì? Biết phân biệt phải trái đúng sai, biết nhân quả và gìn giữ được ngũ giới. Chúng ta phải thấy là phải biết phân biệt phải trái đúng sai mới được. Chứ có những người cũng quy y rồi nhưng mà phân biệt đúng sai họ không rành. Chúng tôi dùng cái phân biệt đúng sai nó rộng lắm chứ không có hẹp đâu. Đừng nghĩ là chuyện đúng chuyện sai xã hội một cách bình thường, mà cũng phải biết, có nghĩa là phải biết gì về chân lý, đúng không? Tại vì biết nhân quả nghiệp báo và tôn trọng nhân quả nghiệp báo. Chúng tôi phải dùng cái từ là tôn trọng. Tại vì một Phật tử hiểu nhân quả nghiệp báo mà không có tôn trọng, nhiều khi giận lên rồi cũng chửi người ta một cách bình thường, có nghĩa là người đó không tôn trọng. Nhiều khi mình cũng khinh thường người khác thua mình, có nghĩa là mình cũng không tôn trọng nhân quả. Nếu tôn trọng nhân quả là không dám khinh thường người khác. Mình phải tôn trọng và cung kính loài người. Ví dụ vậy, nếu mình là con người thì vậy, là khi một người mà biết nhân quả rồi thì họ không bao giờ gây ảnh hưởng tới cái uy tín, cái thanh danh của Tam Bảo tới mức độ đó. Một người Phật tử mà làm mất cái thanh danh của Tam Bảo là không được. Thì như vậy là mình có cái sự sai trái trong cái đời sống xã hội thì mình là cái người gì? Không có tôn trọng nhân quả và không biết rõ sự đúng sai. Thì như vậy là loài người mà tốt, đúng đắn thì người đó phải rất là tôn trọng nhân quả. Không phải hiểu bình thường đâu, rất là tôn trọng nhân quả nghiệp báo. Rồi biết phân biệt đúng sai, có nghĩa là ít lắm thì cũng hiểu biết được chân lý giác ngộ giải thoát và có cái định hướng giác ngộ giải thoát và rất là trân quý năm giới. Không phải gìn giữ, mà đối với chúng tôi là phải trân quý để họ có thể không bao giờ bị phạm năm giới này và đủ tư cách đời sau làm người tốt, tiếp tục đi theo con đường giác ngộ giải thoát nữa. Đến cái tầng thứ tư là cái gì? Súc sanh thì là cái người này không biết phân biệt phải trái nữa. Thích cái gì làm cái đó. Thậm chí ở trong chùa thì mình nhìn thấy cái đầu đó là không thể làm người rồi sao luôn. Ngay cả những người xuất gia cứ làm theo ý muốn của mình, thích gì làm đó, thích ăn ăn, thích ngủ ngủ, thích chơi chơi, thì cái đầu này chắc chắn không thể thành người rồi sao được. Cái người mà tham dục, tham vui mà không kiềm chế được, cho đi chơi 3 ngày, muốn đi chơi 4 ngày, muốn đi chơi 5 ngày và cho nghỉ một cái, muốn nghỉ hoài, thì đầu đó không phải là cái đầu của cái loài người. Đấy là điều để chúng ta phải biết là chắc chắn xuống cái tầng thấp, không phân biệt phải trái đúng sai, chọc tới là cỡ như đùng đùng, không có cần phân biệt đúng sai hay dở, tức là thẳng thàng tham lam với tất cả những cái vật dục ở thế gian này không kiềm hãm. Đó là nghiệp của súc sanh. Và
những con súc sanh thì đụng tới là cụng là cắn, đúng không? Cụng cắn cho tới sức đầu mẻ trán thôi, chứ không có cái chuyện dừng lại, không có tiếng nói để giải hòa. Trong khi loài người là chúng ta có ngôn ngữ để có thể hòa giải. Thành ra loài người mà không có ngôn ngữ để hòa giải, để đem lại cái sự yên bình cho cái loài người thì biết là ở tầng dưới rồi đó, chắc chắn. Và ở sâu hơn nữa, nếu mà ở tầng dưới và nếu mà hung ác này nọ kia thì sâu hơn. Cho nên một người mà không phân biệt phải trái đúng sai và sống buông tuồng theo vật dục thì đó là cái người xuống cái cõi súc sanh. Chúng ta phải thấy rõ là coi mình ở cái tầng nào nha. Coi ví dụ như mình có đi chơi một cái là chơi đức thắng không? Không biết thắng rồi. Chơi rồi mình thấy nó chưa đã, chơi 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày cho tới 5, 7 tháng mình thấy không đã. Và cả một đời cứ theo thú vui vật dục. Mà chúng ta chưa có cảm giác rằng nhiều khi là đi cũng hết nổi, đứng cũng hết nổi rồi, nhưng mà những thú vui là chưa bao giờ muốn dừng. Nhớ đi không nổi gán uống thuốc bổ để đi quậy tiếp. Đúng không? Tức là mình không có khả năng mà ngày mai đi chơi là bữa nay cũng gán uống thuốc bổ làm gì để cho nó đủ sức chơi một cái đi rồi về nhà tính sao. Đó, ví dụ như vậy. Thì vậy là người ta không có phân biệt, không biết gìn giữ. Nó ngược lại, ha, cái người có tu thì họ hướng tới phạm hạnh. Và họ hướng tới phạm hạnh thì không bao giờ họ bị dục nhiễm lôi cuốn. Còn những người bị dục nhiễm lôi cuốn thì cũng đường phạm hạnh xem như bị tắt. Và xuống cõi dưới loài người là súc sanh. Đây là cái điều mà chúng ta nhìn lại tâm mình. Đây là những cái ở trong tâm. Và cái nữa là gì? Do cái lòng tham quá độ cho nên sinh cái từ đâu sanh lòng tham quá độ? Từ sự ích kỷ riêng tư. Mà ích kỷ riêng tư từ đâu sanh? Từ cái chấp ngã sanh. Cho nên một người chấp ngã nặng thì người đó sẽ rất là ích kỷ. Và người ích kỷ thì rất là tham lam, mà tham lam thì rất là bảo thủ. Và do quá bảo thủ cho nên thủ lợi về mình, còn thiên hạ làm sao kệ người ta. Chung quanh người ta có đói, có khát, có khổ là chuyện của người ta. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục để mình làm gì? Đem cái lợi riêng tư cho chính mình. Thì như vậy là mình sẽ có một cái nhân quả rất là đẹp. Là sau khi bỏ cái thân này là cái bụng to như cái trống mà cần cổ như cái kim thôi. Tại vì ăn hết của cái thiên hạ rồi, ăn hết cái phước rồi. Bây giờ giọt nước vô cổ mình cũng khó. Tại vì qua đời trước mình đã ăn hết của người ta rồi, uống hết cái quý, ăn hết cái ngon rồi. Đúng không? Rồi là nhân quả đời này thì mình không có thể nuốt trôi một giọt nước. Gặp nước nó biến thành như là cái gì? Pha lê. Thì không thể uống được mà còn cổ rực cháy. Đó là cái nghiệp của cái người mà đã thể hiện sự ích kỷ, nhỏ nhen, bảo thủ trong đời sống này. Sự riêng tư, ngã chấp, không bao giờ nghĩ tới cái lợi ích, cái khổ đau, cái cực nhọc của người khác. Thì điều đó nó là cái nhân của ngạ quỷ. Còn cái nhân của địa ngục là gì? Chúng ta phải dùng cái từ mà nghe là mình biết xuống địa ngục rồi. Nó là cái gì? Những cái loại tàn ác, loại tàn nhẫn. Đúng không? Loại độc ác, loại tàn nhẫn. Tức là dẫm đạp, sát hại trên đau khổ của người khác để đem lại quyền lợi cho chính mình. Thậm chí là mình giết người, mà giết một người mình thấy không đủ, mình giết nhiều người. Ví dụ như có những cái kẻ cướp mà vô nhà người ta giết ông cha thì thấy không thể lấy tiền được rồi giết vợ. Giết vợ rồi thấy không được rồi giết con. Mà thậm chí có những đứa con rất là nhỏ nó cũng chém chết để nó lấy của lấy tiền. Thì loại đó là gọi là tàn độc, loại tàn ác, tàn nhẫn. Phải dùng ba cái tàn đó mới đủ xuống địa ngục. Đúng không? Giết loài thú thì giết một con không thấy đủ, phải giết nhiều con. Thì vậy là cái tâm tàn ác, tàn độc, tàn hại, tàn nhẫn đó phải thêm bốn cái tàn chứ không phải ba cái tàn. Thì vậy là chúng sanh bị chết, bị khổ đau dưới cái bàn tay, dưới sự suy nghĩ của người đó. Thì nhân địa ngục tàn độc chừng nào, tàn hại, tàn sát nhiều chừng nào thì sao? Cái sự đau khổ của địa ngục người này càng nhiều chừng đó. Thì như vậy là ở đây là sáu loài này. Bây giờ mình suy nghĩ coi, khi mà ai chọc giận mình, thậm chí là chọc tức mình, thậm chí là lấy hết tiền hết của mình, thậm chí là lấy cái mạng của mình,
coi coi là nơi tâm mình khởi cái gì. Nóng giận không? Phiền hận không? Nóng giận thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà nói tới sâu là tới hận thù. Hận thù mới nói cái chuyện sát hại nhau. Và nếu như cái thù hận còn xảy ra nơi tâm của mình thì sao? Nhân địa ngục chắc chắn là chúng ta sẽ còn, không tránh được đâu. Thật ra xét lại tâm của mình coi ích kỷ tới đâu, xét lại mình coi cái sự tham dục mình ra làm sao. Thì vậy là nếu mà sự tham dục mà sự mê mờ không phân biệt phải trái đúng sai mà hết thì coi như nhân súc sanh chúng ta hết. Sự ích kỷ nhỏ nhen bảo thủ chúng ta hết thì ngạ quỷ chúng ta đóng cửa. Và không bao giờ còn phiền hận ai thì địa ngục đóng cửa. Thì vậy là mọi người phải tử quy tâm bảo là đóng cửa ba con đường ác này. Tại sao quy Phật không đọa địa ngục? Nhưng Phật luôn luôn từ bi, trí tuệ, không có cái vụ sát hại người ta. Mình hướng về cái chỗ từ bi, hướng vào trí tuệ thì không bao giờ có một cái niệm xấu ác xảy ra, cho nên không bao giờ đi vào con đường địa ngục. Cho nên nhiều khi chúng ta quy y chúng ta không hiểu nổi điều này. Thì khi mà chúng ta quy y Pháp với cái trí tuệ giác ngộ ở trong những lời Đức Phật dạy thì chúng ta sống một cái đời sống xả ly, không có ích kỷ, không nhỏ nhen, thậm chí là không chấp ngã nữa nếu chúng ta hiểu tới. Thì không bao giờ rớt xuống cái tầng ngạ quỷ, chúng ta sống có lợi ích, chúng ta sống thương yêu lợi ích thì ngạ quỷ sẽ đóng cửa. Và chúng ta có trí tuệ để phân biệt chân lý là gì, cái gì không phải chân lý, đúng không? Chúng ta thấu hiểu được nhân quả, chúng ta tôn trọng nhân quả thì không bao giờ xuống cái tầng súc sanh. Và chúng ta hướng tới con đường phạm hạnh, không phải đam mê dục lạc thì đường súc sanh xem như là chúng ta đó. Tức là ít lắm phải đóng cửa ba con đường ác này cái đã, là cái mức thấp nhất. Như vậy là ở đây Đức Phật nói là trong sáu loài chúng sanh vô lượng vô biên, tức là không tính lường được. Chúng ta nói cái loài súc sanh rất là dễ bị dính vào đối với loài người chúng ta. Loài người chúng ta là cách cái loài súc sanh đường tơ kẻ tóc. Và có nhiều lần chúng tôi nói là gì? Cái tâm dục á, tâm ái dục của chúng ta mà còn ở cuối đời á thì rất khó thoát khỏi cái loài súc sanh, khó lắm. Tại vì á, ở trong kinh Đức Phật nói là sao? Sau khi bỏ cái thân mạng này mà được thọ thanh sanh trở lại làm người á là khó vô cùng. Đức Phật ví dụ giống như một con rùa mù, 100 năm từ dưới biển mới nổi lên một lần, đúng không? Và trên cái biển mênh mông đó 100 năm mới có một khúc gỗ trôi ngang một lần. Mà con rùa mù mới từ dưới biển nó nổi lên được mà nó chung vô cái khúc gỗ đó là không thể dễ rồi. Thì cái việc mà chúng ta bỏ thân mạng này để đời sau mà được làm người nó khó, Đức Phật nó còn hơn là cái chuyện của con rùa mù chung vô bọng cây. Lý do tại sao? Cõi này là cõi gì? Cõi này là cõi dục. Và khi mà cái dục của âm dương á quan hệ nhau, nó thoát ra một cái loạn ngọn lửa dục. Bất kỳ cái loại âm dương của các loài súc sanh cũng như loài người của mình. Và ngọn lửa dục đó nó hấp dẫn cái dục tâm của mình mà mình không bao giờ kiềm chế được. Thì nói đến chuyện mà đi các cõi là một cái chuyện mà chúng ta phải nói là phim dài rất là nhiều tập. Dài rất nhiều tập. Thì chúng ta khi mà nói tới cận tử nghiệp thì chúng ta sẽ nói tới cái gì, hướng tâm như thế nào để có thể được sanh lên tới cõi trời. Thì điều đó chúng ta có thể làm được giai đoạn cuối nữa chứ không phải là giai đoạn bây giờ đâu. Nếu mà nói chuyện để mà sanh lên cõi trời thì người Phật tử chúng ta rất dễ dàng để có thể được sanh lên đó. Và trở lại cõi người thì dễ là còn hơn nhai một hạt cơm nữa. Chuyện dễ trở lại cõi người, nhưng mà xuống những cõi thấp hơn thì nó cũng dễ giống vậy. Tại đó là cõi nào nó cũng dễ đi đó. Không có cõi nào cũng dễ đi. Nếu chúng ta mà gìn giữ tâm mình theo sáu cái tầng như thế này, mà chúng ta biết cách để chúng ta giữ yên mình ở tầng nào thì mình sẽ đi về cái cõi đó. Và đây Đức Phật đã dùng cái thần lực luôn theo họ không rời. Một cái điều mà chúng ta thấy như thế này nè, Đức Phật không rời mình thiệt á, nhưng mà Đức Phật vẫn gì?
vẫn tôn trọng cái quy luật của sinh tử nghiệp báo. Cho nên không có thò thọc vô cái sinh tử nghiệp báo của ai đó. Mình xuống tới địa ngục cũng được nữa, ta cũng thương mày, nhưng mà coi chừng nào mà đủ duyên thì sẽ dạy nâng lên từ từ. Phải cho học tất cả những cái gì trong sáu nẻo luân hồi này. Và chính từng cái nơi có một bài học xác đáng cho chính mình để mình tiến hóa. Chứ nếu không có nói địa ngục khổ lắm, bây giờ có mấy người tin đâu. Đúng không? Nghe thì sợ sợ nhưng mà rồi á, là đủ điều kiện làm ác mình vẫn làm. Nghe nói ngạ quỷ nó cũng khổ lắm, đói khát không bao giờ có được một bữa ăn ngon lành, không bao giờ uống được một giọt nước đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ mình ích kỷ, vẫn ích kỷ hả? Mình coi đi, mình ví dụ như mình phát nguyện của mình làm lợi ích cho ai đó, thì cái tâm mình giữ được mấy ngày trong cái việc phát nguyện để làm lợi ích người ta? Không có nhiều ngày hết rồi, cũng vì cá nhân cũng thấy mình già rồi, mình mệt mỏi rồi, mình cũng cực khổ quá rồi, mình đóng góp nhiều rồi. Đúng không? Mình cứ đó thì cái bắt đầu ích kỷ nó sanh ra, ích kỷ sanh ra. Tại bây giờ mình gắng mình giữ riêng chút, mình gắng mình nghỉ ngơi chút, mình gắng gì gì cho mình chút. Và cái bắt đầu cho mình chút nó từ từ nó lớn lên chút nữa, rồi riêng rồi có gì là sống riêng cho bản thân mình. Vì lợi ích của mình mà mình sống, chứ không có còn cái gì cho người khác nữa, thì không thể nào tránh con đường ngạ quỷ. Thế nên chúng ta phải coi lục đạo luân hồi này coi. Nhưng mà Đức Phật không phải dùng cái từ mà thấy nữa, mà do cái trí tuệ của Đức Phật, cho nên là không có chúng sanh nào mà Đức Phật không thấy không biết. Cho nên cái vui và cái khổ chúng ta Đức Phật biết. Có điều là chúng ta khổ mà chúng ta vẫn còn bị dính mắc trong đó, chúng ta không muốn thoát. Chúng tôi nói chuyện nếu mà nói ở trần gian này tình ái khổ hay vui? Giờ trả lời thiệt là tình ái khổ hay vui? Không ai mà dám nói là tình ái vui hết, đúng không? Như vậy mà chúng ta muốn thoát hay là chưa? Mình nói là mình muốn thoát hay chưa? Đó, tôi nói là thậm chí tôi nói là những vợ chồng đã từng chung sống với nhau nhiều năm, nhưng mà người gần gũi với nhau là phải nói làm khổ nhau nhiều nhất. Đúng không? Chứ không có bà chồng sớm nào lại làm khổ mình nhiều hơn bà xã. Đó, không có cái ông chồng sớm nào lại làm khổ mình nữa, ông chồng. Có ông chồng là người thân cận gần gũi mà làm đau khổ mình nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ mình muốn thoát ra chưa? Vẫn chưa thấy, nó có nhiều cái ràng buộc mà khiến mình không thể thoát được. Ví dụ vậy, thì để thấy rằng là chúng ta chưa chịu thoát. Cho nên chừng nào mà chúng ta chưa chịu thoát rồi, cái Đức Phật đưa tay giới mình. Còn để do mình chưa chịu thoát cho nên là khổ Đức Phật cũng biết, cũng thấy, chưa bỏ rời. Coi như là bao nhiêu cái khổ vui chúng ta là Đức Phật đều thấy, đều biết. Nhưng mà Đức Phật tôn trọng mình lắm. Tại vì mình đang thích dục thì Đức Phật cho nếm dục. Và dục ở phía trước thì ở mặt trái, thì mặt phải nó là cái gì? Là khổ. Cho nên không phải chấp là khổ đâu, mà phải nói là dục là khổ. Hồi xưa chúng tôi nói là nghe cái bài mà chấp là gốc của đau khổ, tôi thấy chưa? Dục. Dục. Nhưng mà thực sự nó không có chấp thì nó không sanh dục, nó không chấp ngã thì không thành sanh dục được. Cho nên từ cái chấp ngã cho nên mới sanh cái vị kỷ. Từ sanh cái vị kỷ cho nên sanh cái dục vọng. Sanh dục vọng nó mới sanh cái bảo thủ. Đó, thì bốn cái này sanh ra thì vướng ở trần gian này không có lối thoát. Cho nên là Đức Phật thấy, Đức Phật biết rất là rõ mọi cái sinh hoạt của chúng ta, nhưng mà Đức Phật rất là tôn trọng. Cho nên đến một lúc nào á mà tất cả cái tâm của chúng ta đều hướng về cái đạo giác ngộ giải thoát, thì Phật sẽ mở toang cánh cửa rộng thênh thang cho mình đi. Cửa đó là lúc nào cũng mở. Còn cái đường địa ngục thấy vậy chứ nó cũng hẹp lắm á nha. Vậy mà cũng chen xuống. Đó, cái cõi ngạ quỷ cái đường nó cũng hẹp lắm mà cũng chen vô. Cái đường đó là Đức Phật cũng muốn đóng rồi, nhưng mà lâu mình cũng cạy cửa mình chung vô. Đó, Phật Bồ Tát là coi như đóng ba cái cõi ác rồi. Mình đợi mình sơ hở cái mình chung vô. Chung vô rồi vô đó là ngồi khóc rồi than. Đó, nhưng mà tới đó nếu mà chúng ta muốn thoát
Thì vậy là Đức Phật cũng tạo cơ hội để cho chúng ta thoát. Tại vì không có lúc nào Đức Phật không thấy mình. Cho nên đó là ở trong cõi người này, mà nếu như ngay đây chúng ta hiểu được cái con đường giác ngộ giải thoát, nó sẽ cởi mở, nó tháo gỡ, nó phá vỡ những cái bế tắc, những cái vướng mắc ở trong tâm thức cũng như là trong đời sống cá nhân mình. Và mình quyết lòng đi theo con đường đó thì từng bước chúng ta thấy phía trước nó thênh thang. Rõ ràng là khi hướng thượng nó thênh thang lắm, mà hướng hạ rồi phải móc từng cục đất để chôn. Đúng không? Thấy rõ hướng thượng cái là một bầu trời mênh mông liền. Nhưng mà chúng ta không hướng thượng, chúng ta hướng hạ nó cũng cực lắm. Bây giờ mà tiếp tục phải đi vào con đường sanh tử là chúng ta tưởng tượng chứ tiếp nối những cái khổ đau, những cái chật vật sắp tới chứ nó không có mở toan. Cái này mà nếu mà những người Việt gốc sư á, sẽ hiểu nhiều hơn. Những người mà không ở trong chùa nữa mà bước ra thì nếu có mùi này là mấy người đó là kinh nghiệm nhiều hơn á. Thấy rõ ràng một con đường thênh thang rộng mở khác và một con đường chật vật để sinh nhai thôi, nó cũng đã khác. Chưa nói tới những cái chuyện quan hệ khác. Thành ra là nếu mà chúng ta biết được cái con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật rồi á, và có một cái ý thức sâu về cái chuyện sinh tử, và sâu nơi lòng của chúng ta nó chán ngán, nó sợ hãi và không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta phải dùng ba cái là gọi là vừa chán mà vừa sợ hãi. Chứ còn nếu mà không chán vẫn còn thích thì sợ hãi không sinh ra, đúng không? Mình nhìn thấy cái cuộc diện sinh tử luân hồi, nếu mà nghiệm đi một đời này của mình thôi chứ đừng nói mấy đời khác, thì từ lúc chúng ta sống cho tới giờ phút này, để lên bàn cân cân thì khổ nhiều ha, vui nhiều. Và như vậy là muốn tiếp nối đời sau nữa không? Đó, mình phải tự đặt lại với mình như vậy để mình thấy rằng là nếu bây giờ tiếp nối đời sau nữa thì tiếp tục nếm cái mùi thương đau nữa, chứ có thêm được cái gì đâu. Mà cái phước chúng ta còn trở lại làm người, nếu đời sau mà chúng ta hơn bây giờ thì cũng tạm có thể chấp nhận đi, đúng không? Nhưng mà đời sau chưa chắc chúng ta hơn bây giờ, không ai biết chắc được điều này. Cho tới một ngày nào mà chúng ta thực sự biết chắc thì lúc đó mới nói chuyện sao. Còn bây giờ rõ ràng là phía trước mù mịt. Mù mịt nhưng mà muốn đi. Bây giờ hỏi lại coi chúng ta, những cái ham muốn của chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta có thấy trước là ngày mai xảy ra chuyện gì, ngày kia xảy ra chuyện gì không? Đâu ai biết đâu. Vậy mà vẫn muốn. Đang tu mà muốn làm cái gì đó. Đúng không? Thì rõ ràng là trong cái muốn mù mịt, và muốn mù mịt này thì chắc chắn là sẽ có cái giá của nhân quả mù mịt thôi. Không thể nào tránh được điều này. Cho nên đó là với một người sống bình thường, nên tôi nói là một người sống bình thường như mình ở đây, đến một cái ngày mà chúng ta thực chán ngán cái sanh tử này. Nói tới sanh tử là mình chán tới óc o nổi da gà đó, mới gọi là chán thiệt. Là không muốn đi lanh quanh lẩn quẩn trong này nữa, sáo nẻo thì kệ, sáo nẻo đi, cái này nó không phải con đường của mình đi. Con đường của mình đi là con đường của Thánh Hiền. Con đường của mình đi là con đường vượt thoát tam giới này. Vậy vậy là vừa chán ngán mà vừa sợ hãi, không muốn trở lại nữa. Giống như Đức Phật nói là sao? Cái người mà xuất gia là rời bỏ trần gian, giống như là một người mà đã khạc nhổ miếng nước bọt dưới đất. Nghe chưa? Vậy mà quay lại liếm á. Không? Tức là dục lạc cái trần gian là phải dứt bỏ, giống như là khạc miếng nước bọt nhổ xuống đất rồi. Đừng có quay lại để liếm nữa thì ớn quá. Nhưng mà nhiều người vẫn thấy cái hương vị của nó, cho nên là muốn nếm. À, để mà lấy cái hương vị trần gian gì đó thì rõ ràng là với cái người này Đức Phật xem như là gì, ngu si điên đảo rồi. Và chúng ta ở tầng nào? Chúng ta đang ở cái tầng này. Cho nên là Phật nhiều khi quở mình nó giống như đánh đòn nhưng mình chưa có tỉnh. Đó, cho nên là đối với cái dòng sinh tử luân hồi của lục đạo, luân hồi dòng lục đạo luân hồi này thì Đức Phật luôn luôn có mặt. Đừng nghĩ là lúc nào không có Đức Phật là chúng ta sai.
Và như hồi trước chúng tôi nói là ai mà có thiện căn lớn thì người đó đủ lòng tin ở trong cái đời sống này của mình, từng bước một, từng cái suy nghĩ nhỏ của mình Đức Phật đều thấy đều biết. Tin như vậy để làm cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái chỗ tựa về tinh thần rất là vững vàng. Chúng ta nghe nó ấm áp mỗi khi mà mình cảm giác là mình không có ai bên cạnh mình, cô đơn, mình cô độc, mình những gì đó. Xã hội có thể bỏ mình, thậm chí người thân mình có thể bỏ mình, nhưng mà Phật Tổ chưa bao giờ rời mình. Ở đây dùng cái từ là luôn theo họ không rời, làm bạn bền chắc của tất cả chúng sanh. Những cái câu này là mình phải viết lại, mình cứ để đâu lâu lâu móc túi rồi mình coi, để trong túi cũng được, không cần dán tráng đúng không? Đó, để mình có thể là sưởi ấm được mình trong những cái lúc mà mình cảm thấy thật sự đơn độc với dòng đời này. Và cái thứ hai là gì? Mình không dám làm bậy. Nếu mình khởi cái tà tâm bị Phật thấy đúng không? Mình khởi cái ác tâm Phật cũng thấy. Có nghĩa là cái đúng cái sai của mình đều được Phật thấy. Và cái thứ ba nữa là gì? Nếu mà được Phật biết thì mình rất là cái gì? Rất là phấn khích. Tại vì mình làm điều tốt sẽ có người người lớn chứng minh là mình thích lắm. Nhớ không? Đúng không? Giống bây giờ mà quý Phật tử mà gặp nguyên một cái đám đông ha. À, cũng đông tăng ni, nhưng mà trong đó có mấy vị hòa thượng chứng minh là những cái vị mà đạo cao đức trọng, trời ơi, được lại mà gần gũi đảnh lễ, rồi được cúng dường, cái được quý vị so đầu của mình hạnh phúc với mấy, đúng không? Thì bây giờ nếu mình tin lúc nào cũng có Phật thì tâm mình luôn nghĩ lành, luôn nghĩ tốt, lúc nào cũng có Đức Phật chứng minh so đầu mình đó, thì vậy là rất là ấm cúng. Cho nên chúng ta làm việc thiện, dù là một ý nghĩ thiện của mình giữa cái đêm đen, Đức Phật cũng thấy, cũng biết. Và cái niệm xấu ác của chúng ta cũng vậy, cũng Đức Phật thấy, Đức Phật biết. Đừng có, không có cần theo cái kiểu thế gian là có hai bên dai giáp để cân chuyện đúng sai theo cái kiểu của thế gian. Chúng ta học Phật rồi, chúng ta tin một cái điều chắc thật là Đức Phật không rời chúng ta. Và ai đủ lòng tin này, như tôi nói lại là thiện căn rất lớn. Và cái chuyện tu chúng ta nhanh lắm. Khi quý vị đủ lòng tin này rồi á, là mình chỉ lo tu, mình không có cần cái chuyện khác nữa. Thật sự á, là lo tu không cần nghĩ tới cái chuyện cơm áo gạo tiền. Cái điều này là hồi xưa chúng ta đã từng nói, không cần lo chuyện này đâu. Chưa bao giờ có một người tu đạo Phật nào mà bị đói cả, không từng có. Đây là việc mà tôi dám nói, tu kiểu gì không không bao giờ đói. Chỉ nếu có tâm tu là cái phước báo sẽ có. Nếu chúng ta hành đúng cái pháp của Phật, dù chúng ta ở thâm sơn cùng cốc vẫn có người tới để lo cho mình. Vì ở trong kinh Phật Tạng, Đức Phật nói là ta để lại cho nhân gian này 500 bạch hào. Mỗi một bạch hào đó giá trị bằng 10 cái cõi tam thiên đại thiên này lận. Mấy ngàn năm nay tôi cho là Phật tử tăng ni mình chỉ có là khoảng 10 tỷ người ăn đi. Để tu ăn á, để tu á. Thì chưa được một phần tỷ lý thừa tỷ của một bạch hào của Đức Phật chưa có xài hết. Rồi nhiều lắm, nói về phước báo của Đức Phật để là trần gian này là cả mấy ngàn năm nay tăng ni và Phật tử chưa xài được một phần tỷ lý thừa tỷ của một bạch hào nữa. Mà Đức Phật để lại nhân gian tới 500 cái bạch hào đó như vậy. Thì nhiều lắm. Chỉ có một cái là tăng ni mình chịu đặt để cái mình, cuộc đời của mình cho cái việc tu hay chưa thôi. Nên là ai mà đi tu mà sợ thiếu ăn, là sợ thiếu mặc, là sợ bị cái này, sợ bị cái kia, về thiếu đói thì người đó chứng tỏ là gì? Không tin Phật. Không tin. Người tu mà sợ đói là người đó không tin Phật. Tu mà sợ thiếu là người đó không có tin Phật. Chứ chúng ta tu, ngay cả cư sĩ tại gia, tôi chưa nói cái người xuất gia nha. Đang nói đây là nói tứ chúng, là đệ tử, là con Phật. Thì có tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di có đủ. Đúng không? Thì đó là đệ tử, là con Phật. Tức là Phật tử thì là đã là con Phật rồi. Nhưng mà tăng ni là cũng là thích tử thiền môn, ha? Đức Phật là dòng họ thích, cho nên là tăng ni là thích tử thiền môn cũng là con Phật nữa.
Thì như vậy là cả ha, cả tứ chúng này, nếu đã nói tới cái chuyện tu thì đừng bao giờ quan tâm tới cái chuyện vật chất, phải nói mỹ cầu ngon lành như vậy. Đừng bao giờ sợ là mình bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở. Trừ trường hợp là chúng ta không tu, ai mà cảm giác bấp bênh và long đong trên đời sống này thì người đó không hành pháp của Đức Phật. Chứ một người mà hành đúng pháp Đức Phật rồi là không bao giờ có cái cảm giác, thứ nhất là bấp bênh, không có đời sống long đong. Có nghĩa là lúc nào mình cũng cảm giác mình yên ổn, lúc nào mình cũng cảm giác mình thanh tịnh, lúc nào mình cũng giác mình bình an. Tại vì thực sự khi chư Phật thấy biết với chúng ta là thấy biết bằng trí tuệ và bằng lòng từ. Thành ra cái sự bảo bọc, cái sự bảo hộ, cái sự gia trì, cái sự hộ niệm của Đức Phật là luôn luôn có với tất cả chúng sanh. Nói thì nói như vậy, nhưng mà vì muốn răn dạy chúng ta, phải dùng cái từ như vậy, mà cho chúng ta học những cái bài học. Mà bây giờ chúng ta bị cái chuyện nghịch thì chưa bao giờ là mình chắp tay mình lại Phật một lần. Có ai làm cái điều đó chưa? Ví dụ như mình rất là đau đớn, mình chắp tay mình lại Phật là con thật sự là tạ ơn Đức Phật. Lâu nay con nghe cái chuyện đau của mấy người kia, con cũng biết, con cũng thông cảm, và con chưa có thật đau một lần. Hay chứ bữa nay Đức Phật dạy cho con cái đau. Nó con xin đảnh lễ cảm ơn Phật để con mới thật sự thông cảm với những người đau của con, với đồng loại của con. Và xin chư Phật, nếu ngon hay hơn ngon thì xin chư Phật là cho hết cái đau cho con, để bạn bè con đừng có đau cái đau này. Nếu mình ngon hơn, còn ngon vừa vừa thì xin đảnh lễ đủ rồi. Đúng không? Đó, tức là tất cả những cái thuận nghịch đến với mình mà mình một lần thành khẩn chắp tay để tri ân Đức Phật đi, thì đời này là chúng ta sạch khổ liền ngay tại chỗ đó, chứ không cần nói cái lúc khác nữa. Nếu chúng ta có tu không, tức là gì? Có nhân có quả, là nhân quả đồng thời nè. Có tu là có kết quả liền. Trong cái đau mà chúng ta vẫn bình yên, đau mà vẫn an lạc, thì cái này là cái khó. Nói người ta nghe người ta cười mình, đúng không? Ai đau an lạc không? Không, Đức Phật cũng nói sanh lão bệnh tử mà. Nhưng mình nói vậy có ngược không? Không, tại vì tôi quá tin Phật, tôi quá biết cái điều Đức Phật dạy tôi là cái gì. Cho nên tôi đang nếm cái mùi này là tôi đang học, thọ học một cái bài học xương máu của cuộc đời. Đây không phải mình thánh thức, mình cầu khẩn là chuyện khổ tới với mình. Nhưng mà xảy ra cái chuyện nghịch lòng trái ý mà chúng ta đủ cái tâm này là khổ đau ngang đó cắt mất. Bệnh khổ là do cái gì? Do trí của chúng ta thấy không tới. Chính Phật cho nên mới nói là thế gian mới khổ, còn người không phải, không ở thế gian không có khổ. Nếu như bây giờ chúng ta đau khổ mà cái tâm chúng ta đã vượt thoát thế gian, chúng ta trả ơn, chúng ta tri ân Đức Phật, có nghĩa là chúng ta đang vượt thoát, thì chúng ta không có còn là người thế gian nữa. Đức Phật nói bốn đế, tứ đế là khổ đế, không là sanh lão bệnh tử, là cái nói khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ á, là với cái người thế gian không hiểu biết chân lý. Nhưng mà người hiểu biết chân lý thì không bao giờ có cái chuyện này. Khác nhau chứ. Cho nên các vị thánh tăng vẫn có những người có nghiệp bệnh, nhưng mà các vị vẫn bình an à. Ở trong thiền định mà thấy cơn đau xảy ra, bữa nào đau chân mà nhập thiền thử thì sẽ thấy điều này. Là mình thấy rất rõ ràng cái đau nha, không có nói chuyện biến mất cái đau là mình sai. Thấy cái đau của cái chân nó hiện ra từng lúc, nó nặng hơn, nó cứng hơn, nó căng hơn, nó tê hơn, nó nhức hơn, nó buốt hơn. Nó thấy hơn, thấy rõ ràng. Nhưng mà mình không khổ với cái này, tại vì mình đang trú ở cái tâm an lạc. Thiền định mà được tới đây chúng ta mới thấy siêu. Tức là đau, mỗi lần đau là mình sẽ thấy mình đau. Thì cái đau đó là gì? Cái đau đang bị mình thấy, chứ cái đau không phải là mình. Mình đừng có nhập thành cái đau, thì cái đau nó là cái bị mình thấy. Cho nên không phải mình chịu đau giỏi, không phải vậy, nhưng mà tôi thấy tôi đau. Cho nên cái đau là cái bị tôi thấy. Chứ còn tôi là người đang thấy. Chứ là người đang thấy này rất là an lạc. Nhưng mà cái đau là của cái thân này. Nếu như chúng ta công phu mà chúng ta tách ra được như vậy rồi thì chuyện đau là nó cứ đau. Có sao đâu. Và đây là một cái sự thật. Nếu chúng ta đủ sức công phu.
Cho nên bao nhiêu cái chuyện đau khổ trần gian cũng vậy, cái chuyện này nó tới với cái gì, nó sẽ gây sự bức bách, sự đau khổ cho cái thân này. Cái thân này thôi, nhưng mà tại vì mình dự phần mình là mình thành cái đau, tôi bị đau quá thì mình gắng mình chịu chứ. Nhưng mà cái đau là bị tôi thấy là nó là cái thằng ở ngoài xóm làng đúng không? Nó bị mình thấy rồi là nó không phải là mình. Và làm sao chúng ta công phu được cái này thì bao nhiêu cái chuyện nghịch cảnh của trần gian xảy ra chúng ta cũng thấy nó y như vậy. Và thậm chí tới một cái ngày mà chúng ta bỏ cái thân này thì chúng ta thấy rằng cái thân này không còn dùng xài được nữa, chứ không phải chết. Không còn dùng xài được nữa thôi chứ không phải chết. Tức là không phải xài cái thân này nữa thì mình xài cái thân khác. Cái chuyện sanh tử nó trở thành rất đơn giản đúng không? Nhưng mà mình già rồi cái mình sắp chết, cứ mình không à, mình không có rời cái này thì cho nên mình bị nhập cuộc, và nhập cuộc thì đau khổ. Muốn thoát ra đâu có khó đâu nhưng mà lơ mơ công phu cả đời thoát ra không có được. Cho nên là một lần mà chúng ta thoát ra là chúng ta thấy rất là hay. Đó thì bây giờ ở đây Đức Phật nói tiếp là Đức Phật là không rời mình rồi, phải chưa? Nhưng mà Đức Phật nếu ai thuở trước mà đồng với Phật trong căn lành thì đều khiến được thanh tịnh, sướng vô cùng. Cái này là chúng ta phải xuống ghế lại Phật liền mới sướng. Đọc tới đây là ở đâu chúng ta cũng có thể lại Phật được mà mình chưa cảm giác nó thỏa. Tại vì nếu như mà mình nhiều đời nhiều kiếp mà không trồng cái căn lành đối với Đức Phật thì sao? Không được Đức Phật cho chúng ta cái sự thanh tịnh. Như bây giờ nếu như ai ở đây mà được thanh tịnh, có nghĩa là người đó đã gì? Đã có một lần trồng căn lành với Đức Phật rồi. Và mình đủ cái tự tin là hồi xưa mình với Phật có gặp rồi đó đúng không? Đó sướng vậy đó. Cho nên mình phải cảm giác là khi mà đọc tới câu này mình cảm giác là mình rất là hạnh phúc, rất rất là hạnh phúc. Phải nói như vậy là tại vì bây giờ nói gì thì nói, ngồi tại đây chúng ta không thể bất an đau khổ được. Mặc dù chưa đạt được tới cảnh giới cái thanh tịnh nó sâu, nhưng mà bất an đau khổ ngay tại đây là chúng ta không có. Và không có là xem như chúng ta cũng nếm được mùi thanh tịnh đúng không? Mà nếm được mùi thanh tịnh tức là gì? Là đã từng trồng căn lành với Đức Phật ngày xưa rồi. Cho nên giờ này Đức Phật khiến cho mình được thanh tịnh. Nhớ như là thấy học Phật như vậy mình mới sướng. Mặc dù chưa có được cái gì nhưng mà ít ra mình cũng phải nếm mùi, nếm được cái hương vị của Phật Đạo thì mình mới đủ tự tin đi tới. Và được như vậy thì tuyệt vời. Cho nên đối với lục đạo chúng sanh á, Đức Phật không từng bỏ bổn nguyện, chưa từng bỏ. Ở trước cũng vậy phải không? Là Đức Phật không bỏ bổn nguyện. Tới đây cũng lặp lại một lần thứ hai nữa là gì? Trong lục đạo luân hồi chỗ nào cũng có Phật, chứ không phải là cõi người của mình. Chỉ còn cái là cái thanh tịnh của mình nó chưa có đủ để nó mở một chút tuệ nhãn của mình ra để mình nhận biết được Phật xuất hiện lúc nào giúp mình cái gì. Đức Phật luôn luôn xuất hiện, luôn luôn có mặt, nhưng mà mình không có đủ để mình độ, để mình cảm cái đó. Một ngày nào đó mình đang tọa thiền, mình đang nhập định mà mình cảm nhận được cái thanh tịnh an lạc thật là sâu, và quý vị sẽ cảm nhận được một cái lực gì nó lạ lắm. Cái năng lực của toàn người vũ trụ này là năng lực thanh tịnh, và nó chính là năng lực trí tuệ của chư Phật mười phương nữa, chứ không phải thanh tịnh một cách bình thường đâu. Nhưng mà trong lục đạo luân hồi nó đang xen, trong hư không này nó đang xen quá nhiều cái tầng của tâm thức rối loạn, quá nhiều cái từ trường không có trong sáng. Và chúng ta trong cái tâm loạn á, thì chúng ta sẽ câu thông với những cái loạn. Còn nếu tâm chúng ta tịnh, chúng ta sẽ câu thông với cảnh giới thanh tịnh. Nó tùy mình thôi, chứ không phải là ở trong vũ trụ này không có cái sự thanh tịnh, toàn là cái sự thanh tịnh. Nhưng nó bị lẫn, giống như bây giờ chúng ta tưởng tượng nha. Bây giờ chúng ta nhìn xuống cái hồ nước, nó đục, thì mình nghĩ là cái gì? Nước là nó cặn cáo, nó có cát nhiều cho nên nó đục đúng không? Nhưng mà nước không bao giờ bị vẫn đục.
Vị vấn đục là có cát nó lộn trong đó, chứ thật sự nước nó vốn dĩ là tông. Cho nên khéo lắng, khéo lọc là nó trong. Thì trong cái vũ trụ mênh mông nó cũng vậy. Cái sự thanh tịnh là cái vốn có, và nó tràn ngập trong không gian này. Và năng lực của chư Phật cũng vốn có và tràn ngập trong không gian này. Bây giờ mình có lọc cái vẫn đục tâm mình ra chưa? Lọc cái cấu nhiễm ra tâm mình ra được đi, rồi mình sẽ cảm nhận được điều này. Và phải dùng cái từ là nó linh thiêng. Nếu mà nói theo kiểu thế gian là nó rất là linh thiêng. Nó màu nhiệm thì nó rất là màu nhiệm. Và nó siêu xuất thì nó rất là siêu xuất. Không có cái gì để có thể nói được hết cái thanh tịnh ở giữa hư không và pháp giới này. Nó vốn có, nó đầy đủ hết rồi. Chỉ do cái là công phu chúng ta không tới, chúng ta không có lọc cái cấu nhiễm, cái cặn bã ở nơi tâm của mình. Thử chúng ta lắng tâm một lần đi, thì chúng ta sẽ thấy được điều này. Cho nên nó là cái thanh tịnh tâm là cái cần yếu để chúng ta có thể tiếp nhận được tất cả những năng lượng lành của mênh mông vũ trụ này, của từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền. Tại vì chư Phật lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, lúc nào cũng có mặt với đời sống này của mình. Mà mình không có nhận được thì thật là quá tiếc rẻ cho cuộc đời của mình. Sống cuộc đời thật là tiếc luôn á. Phải cố gắng làm sao mà lắng tâm thanh tịnh một lần trong đời. Phải thanh tịnh tâm mới được. Đối với chúng tôi, cái tâm thanh tịnh là cái gì? Là tối tôn, là tối thắng, là tối thượng. Không có cái gì có thể so sánh được. Và không có khó. Không có khó cho tất cả những cái người đang có mặt ở trong cái tam giới này. Rất là dễ lắng động nếu mà chúng ta quyết tâm. Còn nếu chúng ta không công phu, không lắng động, không quyết tâm thì chúng ta vẫn bị kết nối. Mà cái chuyện rất là dễ mình thấy là nha. Cái chỗ mà rối xà nồi, cái vụ mà tham, đó là ở đâu? Vô chợ biết liền hả? Vô chợ đi. Chúng ta đi một vòng chợ cái là, tại vì tất cả những người bán họ tác ý gì? Họ muốn là nhiều người mua. Đúng không? Họ ngồi đó họ thiền định chứ bộ. Mấy người bán thiền định ghê lắm mà tác ý ra để câu, để hút mấy người xung quanh. Người nào mà tác ý mạnh là sẽ hút người ta mạnh. Nhá, cho đi ngang mình cứ tâm mình lơ tơ mơ, mình không có trụ á. Tức là thay vì mình trụ tâm, mình vững tâm là mình muốn mua cái gì trong đó, mình vô chợ mình mua cái mình đi. Không có bị mấy thằng tâm kia nó câu móc mình. Như bây giờ chúng ta còn lơ thơ, mình không có thiền định. Cho nên là đi ngang cái là không có cần mời đâu, cái mình nhìn thấy cái này cái mình thích. Đúng không? Bị thích. Bị thích là do người kia tác ý là đồ của mình đẹp, đồ của mình tốt, ai cũng thích mua. Mấy người bán luôn luôn là nghĩ như vậy, cho nên mới câu được người khác. Cái tâm này mạnh là dứt khoát những người yếu yếu đi ngang bị hút à. Thế khiến chúng ta thích mua món này, thích mua món kia, thích mua món nọ. Gần hồi đẩy nguyên một cái xe ra chất, đẩy xe chở về nhà, để đó không có xài. Mấy năm sau chưa xài nữa, nhưng mà tại vì vô chợ bị hút. Bị hút, bị câu thông tất cả những cái từng tham tâm ở trong chợ là tham tâm, là câu móc, là nói vì cái việc lợi riêng, vì cái sự thích thú, vì cái sự thỏa mãn. Trong cái chợ thì những cái này nó hiện ra nơi tâm của tất cả những người buôn bán, và mình cũng thích dính, đúng không? Mình thích rồi mình mới câu. Mới câu. Có nhiều lần đó mình cũng đi chợ rồi về cái mình ngồi mình nhìn đống đồ, tôi nói ủa này xài gì ta. Không phải bị mê hoặc bùa chú gì đâu, nhưng mà tâm của người ta tác ra nó câu. Cho nên nếu mình không lắng động là mình sẽ bị kết nối. Và kết nối những cái tầng này thì sóng tâm của chúng ta nó bị rất thấp, rất là thấp. Mà tâm đã rất thấp rồi thì nếu muốn đi lên cõi trên là hơi bị khó. Vì câu móc nhiều quá ở đây rồi. Bây giờ sắm cho, ví dụ như bây giờ mình sắm được những cái đồ quý đi ha. Rồi nhà cũng quý, rồi xe cũng quý, rồi của quý, rồi cái gì cũng quý. Và những cái đó là những cái món mà chúng ta hết dốc hết sức, hết lòng, hết tâm, hết của ra để chúng ta sắm, đúng không? Và không phải sắm ngày mà sắm rất là nhiều ngày, cho tới đầy kho, đầy nhà, đầy cửa, cái gì cũng quý hết. Rồi lỡ mình chết mình đi khỏi không ta? Khó lắm à. Cái món nào mình cũng yêu, cái món nào mình cũng quý, cái món nào mình cũng thích, món nào mình cũng dính mắt.
Và cái yêu, cái quý, cái dính mắt nó khiến chúng ta không rời khỏi. Thì vậy là quay lại đời sau làm bốn chân nằm đó sủa gấu gấu để giữ đồ giùm người ta. Chưa chắc là giữ đồ mình nữa. Đó là cái nghiệp bảo thủ chấp trước một cách mê muội để đời sau thành cái vật bốn chân để đi giữ của giùm người khác. Đó thì rõ ràng là chúng ta bị dính. Cho nên làm sao phải lắng động được những cái sự cấu nhiễm, những cái vướng mắc ở nơi tâm của mình. Nhất là cái trần tục này. Bây giờ mình nghiệm lại, tu ít ra thì bây giờ chúng ta cũng phải ngồi lại mình nghiệm là cái gì là trần tục. Cái gì nó có thể câu thúc mình, cái gì làm cho mình bị vướng mắc mình không thoát được. Và mình thấy mình vướng cái gì thì mình chịu khó gỡ cái đó giùm. Tu đơn giản vậy đó. Tu bây giờ là hạ xuống cái tầng thật là thấp đúng không? Để tháo gỡ những cái vướng mắc trần tục, những cái câu thúc, những cái ràng buộc của chính mình, để cho tâm của mình được nha, được lắng trong chút. Chưa nói tới thanh tịnh, lắng trong chút thôi. Và quý vị thấy ngày nào mà mình tháo gỡ được cái gì là ngày đó mình nhẹ cái đó. Có tu đi chúng ta mới thấy được điều này. Mình thấy mình không vướng cái này là mình nhẹ tên. Gặp chuyện đó mình không có bận lòng nữa. Và với tất cả những cái câu thúc của thế gian này, nó không còn có khả năng bị vướng vào tâm chúng ta nữa, thì dường như là chúng ta trút cái nặng ngàn cân. Và một lần mình cảm giác là mình giữa trần gian này mình giống như là phiêu bồng ấy. Đi mà mình cảm giác nó có một cái gì đó, nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng. Dù là mình sống giữa tất cả những cái vật quý nhất mà mình đầu tư hết xương, hết máu, hết tủy, hết cốt, hết tâm trí, hết trí lực gì đó của mình, bây giờ nó đầy hết ở xung quanh. Mình phải ngồi ha. Bây giờ dụ như ai có tiền có của, giống như là đã sắm nhiều vàng bạc kim cương rồi, tối nay giờ gom là để trước mặt em. Bắt đầu thiền định. Đó là bây giờ mình ngồi trước cái đống vàng bạc kim cương của báo của mình à. Lỡ như đây mình gục ngang mình chết thì mình sao? Buông nó không hay là ôm nó lại để mình sống? Chắc chắn là có nó nhiều mình cũng không thể kéo dài thọ mạng rồi. Lỡ như mình phải chết ngay tại đây thì mình sao? Nên đặt câu hỏi ra đi. Nếu như còn bảo thủ thì có chừng thành bốn chân. Mà nếu thành bốn chân là kẹt lắm rồi nha. Xuống tới lớp đó mà lên lớp người trở lại là khó. Xuống đó là càng đi xuống đó, chứ không có dễ gì mà lên đâu nếu không có phước báo. Cho nên mình phải nghiệm ra được cái sinh tử sắp tới của mình là tất cả những câu thúc chung quanh chúng ta bây giờ như thế nào rồi. Từ tình cảm vợ chồng cho tới cha con, cho tới mẹ con, cho tới tài sản, tới của cải, tới danh lợi, tất cả những điều mà mình thích, mình quý. Nếu một ngày nào đó chúng ta tu tốt, mình có một cái dứt khoát nội tâm, nếu như bây giờ cần phải xả ly thì cả cái mạng này mình còn không quý, thì cái của mình là cái bên ngoài, đó là ngã sở. Ngã này còn không quý, sẵn sàng để có thể tan biến để nhập đạo. Và ai được như vậy rồi thì nên mở bữa tiệc ăn mừng, gửi thư mời tôi lại ăn ké chứ. Đúng không? Còn mà kiểm tra mình thấy ồ trời, mình thấy cái bộ không xong rồi đó, mình thấy mình gỡ không nổi rồi đó, thì tìm cách đi cúng đi. Để cho có phước. Kệ nó, là bây giờ chấp phước còn hơn chấp cổ. Chấp phước vậy đó mà tiến hóa, mà chấp cổ là bị đọa lạc. Đây là cách để tháo gỡ. Không, đây là một cái cách để tháo gỡ mà chắc từ trước giờ ít có thầy nói, nhưng bây giờ tôi khai cho. Nhưng mà cái này mình chấp quá rồi, mình không thể buông nó ra được. Nếu mà những cái của cải vật chất mình chấp quá rồi thì thay vì bây giờ chấp cổ thì mình đi mình không mang theo được. Giờ đem cái củ quý này mình dâng cúng cho ai đó đi, mình làm một cái việc gì có lợi ích cho nhiều người đi. Không phải dâng cúng là đem hết vô chùa đâu, nhưng mình có thể làm lợi cho xã hội, mình làm lợi cho ai, để là cái của mình nó tạo thành cái phước của mình. Chứ cái của này không có còn riêng nữa, mà cái của này nó sanh phước. Cho nên mình thà là chấp phước. Chấp phước vậy chứ ngon. Tại vì tôi nói là phước là những cái gì? Những cái con đường bình yên để đi tiếp trong sanh tử. Phước là nền tảng cho những cái bước thăng tiến ở trong cái cuộc sanh tử này.
Chúng tôi có nói một bài phước đức và trí huệ rồi. Đó thì chúng ta chỉ chuyển một chút vậy thôi. Thì giờ bây giờ nghiệm lại nè, ví dụ nha, bây giờ nghiệm lại nè. Bây giờ mình nhiều quá rồi. Nếu mà ngồi tính đây nha, thì ăn cục kim cương mới lớn đây là mình ăn mấy năm. Ví dụ đi, mình ăn 10 năm ngồi không ăn nó cũng chưa hết cái cục này. Thấy chưa? Nếu mình có mình sống chỉ có 5 năm thôi thì cưa nửa cục đó đi, làm lợi ích đi, kệ nó, dành nửa cục để mình sống cho hết đời. Thì vậy là cái phần này là lợi ích, cái phần này là sanh phước. Cho nên chúng ta phải có trí để chúng ta có thể tính toán được. Như nãy thật sự thì mình, nếu mà mình nói là để mình không còn có phải sợ cơm áo gạo tiền nữa và mình hành đúng pháp, thì chuyện mà phải tích trữ là mình không có cần lo. Về riêng tư là không có cần bàn. Đó thì vậy là mình phải lấy một cái gì của mình mà mình quý, mà mình dâng cúng hoặc mình làm lợi ích cho thiên hạ đó, thì nhân quả này nhiều đời nhiều kiếp là chúng ta sẽ gặp được của quý trở lại. Ở đây không phải là gợi lòng tham, nhưng mà đây là một cái sự thật. Nếu như chúng ta cho người khác cái không quý thì mình nghĩ mình sẽ nhận được của báo ha? Không có chuyện này. Nếu một người hiểu việc nhân quả thì vậy là nếu như chúng ta muốn đem cái gì để cho người khác thì nên lựa những cái món nào nó đàng hoàng, nó ngon lành, hoặc là mình quý thật sự những cái của báo thật sự mà mình dám hiến tặng cho đời. Thì cuộc đời này nếu mình còn quay lại thì chúng ta cũng sẽ được cái duyên lành, tức là phước báo ra hội tụ, chúng ta sẽ có được hữu quý. Cho nên chúng ta thấy là những người rất là bình thường, nhưng mà cái phước của họ rất là lớn, là lý do là họ biết giải quyết cái vật dục riêng tư biến thành phước báo. Chúng ta phải dùng cái từ gì đó, dùng vật dục riêng tư biến thành phước báo. Nếu chúng ta bảo thủ chấp trước vật dục riêng tư này thì có khi là chúng ta bị đọa. Nhưng mà chúng ta biến cái vật dục riêng tư này thì thành phước báo để chúng ta thăng tiến. Đó là cách khéo. Đạo Phật cũng phải đưa lên bằng cân để cân. Không, chúng ta đang ở cái tầng thấp thì đương nhiên là phải so sánh. Và nếu còn nghĩ tới cái chuyện là mình phải chưa có vượt thoát được thì bắt buộc chúng ta phải chọn lựa cái gì tốt hơn. Nhiều khi mình cũng hy sinh cả một cái đời của mình. Không phải là hy sinh mà cả đời của mình là mình tích trữ, mình gom nhóm, mình tích chứa để gì? Mình thủ riêng cho mình. Như bây giờ nó thể hiện cái thấy biết đạo lý của mình, thử một lần coi, là mình bắt đầu sống không còn điên nữa. Làm cái gì, nghĩ cái gì, nói cái gì thì luôn luôn đặt cái lợi ích chung, cái lợi ích lớn. Cái lợi ích lớn nhất là lợi ích của Tam Bảo. Đối với chúng tôi, lợi ích Tam Bảo là lợi ích lớn nhất trong tam giới này, không có cái lợi ích nào có thể so sánh được. Thì vậy làm sao để làm hưng thịnh Tam Bảo, làm sao để làm trường tồn Tam Bảo, thì mình có thể hy sinh tất cả. Và bây giờ mình hỏi lại, mình dám hy sinh tất cả cho Tam Bảo chưa? Nếu mình chưa thì phước để lên cõi trời mình chưa đủ. Chúng tôi phải nói một câu như vậy, chưa dám nói cái chuyện khác. Một ngày nào đó mà tất cả chúng ta sâu nơi lòng sẵn sàng cúng dường cái thân mạng này cho Tam Bảo. Phật sai cái gì, Tam Bảo sai cái gì, chúng ta không bao giờ có nửa ý niệm lười mỏi, chứ đừng nói là từ nan. Nửa ý niệm lười mỏi chúng ta không có, chúng ta phải phấn tay chấn, chúng ta làm bằng tất cả khả năng của mình. Thì đây là những người đầy đủ với thiện căn rồi, mới có được cái tâm này. Làm cho tới chút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn cảm giác là chưa đủ. Nếu mà cho tôi sống lại tôi sẽ làm hơn gấp 10 lần. Chứ không phải sống lại để kéo dài thêm thọ mạng trần gian này để làm cái gì. Nhưng mà vì tâm nguyện để làm lợi ích mọi người, mình chưa có cảm giác thỏa, chưa đủ, nên kéo dài thọ mạng để làm tiếp. Và nếu như còn được trở lại cái thân người đời sau là mình nguyện cũng sẽ cúng dường luôn cái thân này từ đây cho tới ngày mà ngồi cậu Bồ Đề thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đoạn giữa đó con nguyện không bao giờ lười mỏi cái việc cúng dường thân mạng cho Tam Bảo. Phải phát tâm phát nguyện như vậy để mình có thể sống được. Nhưng mà thật sự là đủ thiện căn lắm mới có thể phát tâm phát nguyện này.
Chứ nhiều người làm tôi thấy không phải là không nhiệt tình. Nếu mà nhiệt tình nó giống như là có cơn vậy đó. Nhiệt tình có cơn. Rất là muốn làm, rất là muốn hy sinh, rất là muốn cống hiến. Nhưng mà ba bữa, bảy bữa có cái chuyện gì sốc hoặc là có một cái gì mệt mỏi, cái mình thấy mình ngồi cái mình tính toán nó, ủa sao mình phải làm vậy ta, làm chi cực, mình làm mình đâu có ăn, làm cũng thiên hạ ăn. Đó bắt đầu nó lần lần ra đúng không? Làm này có ai đó đâu phải làm cho mình. Thì bắt đầu nghĩ đến chuyện bảo thủ, nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, nghĩ đến chuyện riêng tư, nghĩ đến chuyện ích kỷ, là bắt đầu là không còn có năng nổ như trước nữa. Thì có nghĩa là gì? Là chúng ta đóng cửa thiện căn của mình thôi. Không có mình thì thế gian này nó cũng vậy mà. Mình đâu có là cái gì. Mình phải thấy mình không là cái gì. Cho nên mình muốn đến trần gian này mình làm đẹp, phát tâm làm đẹp cái trần gian này. Thì cái gì có thể tô thấm trần gian này là mình sẽ làm. Mình ở đâu chỗ đó nó sẽ đẹp. Mình làm gì thì cái việc đó sẽ thành công. Và tất cả những cái này đều nguyện đem dâng hiến hết cho cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, làm cái gì cũng phải bằng cái tâm niệm này. Như vậy là không có lúc nào mà chúng ta dám nghĩ tới chuyện lười mỏi. Tại vì là mình quá, phải nói là quá phước, đúng không? Có một lần giao duyên với Đức Phật để bây giờ mình được cái gì? Cái thanh tịnh. Và được như vậy rồi, trả hàng tỷ cái sinh mạng cũng không thể trả đủ. Nhưng mà chưa, chúng ta chưa có nếm được cái này á, thì cái chuyện mà phụng sự Tam Bảo với mình là một cái gì đó nó cố gắng, gắng gượng hoặc là phong trào. Chứ còn không có xuất nguồn từ cái thâm tâm tôn trọng và cung kính Tam Bảo với tất cả cái lòng đền ơn và báo ơn của mình. Chúng ta chưa có điều này. Thậm chí là mình cũng thấy là những người mà rất là cực khổ ngày đêm lo chuyện cho Tam Bảo. Nhưng mà nhìn sâu nơi tâm của họ thì nó chưa đạt được những cái điều mà mình nói. Có khi đó là mình hy sinh vì có đông người mình mới gắng làm. Lúc người ta đi hết cái gì là không có làm. Có không? Vì nhiều người biết mình làm, mình gán mình cuốc cho đất cho nó đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, đứng quẹt quẹt hít hà cuốc nữa. Nhưng mà tại hình như ở sau lưng mình có người quay phim hoặc là có ai đó làm cầm cuội cuối đầu cuối cổ, nhưng mà cái liếc liếc thấy người ta đi rồi cái là họ kêu làm thôi, mệt rồi nghỉ. Đó, có cách làm Phật sự đó nữa. Và nhiều lắm, một trong những cái mà mình chúng ta ví dụ để thấy rằng là tận trong thâm tâm thể hiện cái lòng tri ân và báo ơn là chuyện khác. Còn cái chuyện mà làm về hình tướng bên ngoài là chuyện khác. Chuyện làm mình có hai cái, một là có phước, hai là có danh. Mà có danh là có chừng mất phước. Cho nên đó là ngay cái đạo Chúa dạy là sao? Cái tay phải mà làm phước thì tay trái hoàn toàn không biết. Cái chuyện làm phước là chính mình làm mình biết. Và đừng có cầu chư Phật mười phương chứng minh, thì không cần, đã nói là một bước nhỏ của mình Đức Phật biết rồi, chư Phật mười phương biết rồi, đâu có cần cầu. Mình cầu là coi như mình coi thường Đức Phật. Phải nói ăn câu ngon lành vậy đó. Nếu mà mình làm phước mình cầu chư Phật chứng minh là mình coi thường Phật, chứ không phải mình tôn trọng cung kính Phật. Làm cứ lặng lẽ mà làm xong rồi là thôi, chuyện đó là Phật biết, con biết. Và người thứ ba không cần biết. Thì vậy là chúng ta giữ trọn được cái phước của mình. Còn mình làm mà nó đăng báo lên cái là gì? Mua danh. Tức mình làm là nhiều người biết quá, thì mình làm có 10 đồng mà tới 100 người biết là coi như là mình bị thiếu nợ trở lại á. Chứ không có danh phước đâu, là tại vì nhiều người biết mình làm. Mà chuyện làm có tí xíu cố tình nó thổi phồng lên rồi đài báo tùm lum, là có nghĩa là gì? Mình muốn nhiều người biết mình và nhiều người khen tặng mình. Một người khen tặng mình là coi như mình mẻ ăn miếng phước, mà nhiều người khen tặng là mình thiếu phước để mẻ luôn. Tức là mình thiếu nợ ngược lại. Đó là cái chuyện mà tôi thấy ví dụ như Phật tử cúng dường rồi cái gì đó, phải cầm rồi phải chụp hình rồi phải quay phim rồi, đó là nó làm cho Phật tử sập đổ cái phước của mình, chứ không phải tạo phước cho người ta.
Ví dụ như là cúng cái chùa đó 1 tỷ đi, đại khái là cúng 1 tỷ đi, mà 1 tỷ đồng á, nếu mà một ngàn người biết tới thì chắc chắn là mình bị nợ lại rồi đó. Mình đừng nói là nhiều người hơn, mà ví dụ như ông thầy nổi tiếng mà Phật tử cúng dường lại đưa lên Phật chữ online hay gì nữa, ôm người cả cái thế giới này biết, thì làm cho người Phật tử này thiếu nợ nhiều hơn, kích cái lòng tham danh của người ta, chứ không phải là cái sự thành tâm cúng dường. Thành tâm cúng dường là người ta không có muốn cho người khác biết là việc mình đang làm. Việc hy sinh tam bảo là để là cái đức, mà người có đức là người âm thầm làm cái việc có lợi, đó gọi là âm đức của mình. Còn cái dương đức có thể bị lộ, và lộ thì nó sẽ tan. Cái gì mà lộ liễu là nó sẽ tan biến. Cho nên tôi rất là thành thật chia buồn cho những người mà vừa cúng dường là thiên hạ biết khắp. Không, mà đây là sự thật rồi nha. Nói về phước báo mà đưa lên bàn cân để cân á, thì chúng ta sẽ thấy rõ điều này lắm. Còn một vị thầy mà rất là khéo léo đó, một vị thầy khéo là rất là kín đáo, không phải là gì tấp thủ riêng đâu, rất là kín đáo, và làm cho cái đồng tiền của cái người thí chủ nó sẽ được lớn rộng bằng một cái gì đó. Ví dụ như bây giờ nhận một đồng tiền người này, là mình nghĩ cái chuyện là người này thay vì mình nhận một đồng của người này và mình xài thì cái phước nó chỉ có một thôi. Nhưng mà nếu 10 người xài là cái phước người này sẽ tăng lên, 100 người có thể xài được đồng tiền của người này thì phước người này lại tăng lên. Đó là cái cách của một người có trí để làm lợi lạc cho cái thí chủ. Nhưng mà đây là trí tuệ nói chuyện, trí tuệ. Cho nên cúng dường cũng phải, cái người mà thọ nhận cúng dường cũng phải là người có trí, khi chúng ta có đủ cái duyên để chúng ta gặp được người đó. Không phải dễ mà gặp được những người như vậy. Còn phần đông thì bây giờ là kích để cung cầu. Kết nữa là bây giờ cúng dường thầy đó một cái là người ta biết nhiều lắm, thì sớm nhau cúng dường để nhiều người biết. Thì mục đích cúng dường để nhiều người biết, chứ không phải mục đích cúng dường để xây dựng tam bảo, để làm một cái gì để cho hưng thịnh tam bảo và trường tồn tam bảo. Hai cái này nó khác nhau, khác nhau xa lắm. Cho nên là việc mà được gọi là Phật sự thì cũng phải là có trí tuệ. Chứ nếu không là chúng ta cũng bị câu thúc. Đó, bị vướng vô danh tức là bị câu thúc. Và cái cần câu này á, có bộ dính hơi nhiều hơn. Tôi với Phật tử mà muốn nổi tiếng, tôi có khả năng mà tôi cúng chùa một cái không ai biết tới tôi là tôi khó chịu lắm. Đúng không? Bây giờ mà tôi cúng là phải nhiều người biết là tôi là một cái người mà biết làm ăn nè, tôi là người biết đầu tư. Đầu tư phước báo là phải tới những cái nơi mà rất là nổi tiếng cúng để rất là nhiều người biết, để thể hiện mình là cái người mà biết làm ăn rồi, biết học đạo rồi, biết nơi đầu tư cúng dường vân vân, biết những cái đó để làm cái gì. Bây giờ mình hỏi lại nha, ví dụ như hết cái thế giới mình biết là mình cúng hết một cái chùa cho ông thầy nổi tiếng thì mình được cái gì? Hỏi lại coi được cái siêu mê của mình hết chưa? Tâm mình nó an lạc không? Trí mình nó mở chưa? Mình biết được rõ cái việc sinh tử luân hồi mình là cái gì không? Ngày mai mình ra làm sao, ngày kia mình ra làm sao, mình chết, mình đi đâu, mình về đâu không? Không biết. Thì như vậy là việc nổi danh để được cái gì? Chúng ta phải cần xét lại. Cho nên cái việc học đạo mà tu tập á, đó, gieo duyên với Đức Phật để được sự thanh tịnh như thế này nè là gieo duyên được á. Thấy chưa? Với Đức Phật là người rất là rõ về cái chuyện này. Cho nên với trí tuệ Đức Phật, đứa nào mà một lần gieo duyên Đức Phật thì người đó sẽ sao? Sẽ được thanh tịnh tâm, chứ không có bị bất an, không bị đau khổ, không có bị loạn động. Và cái mà Đức Phật cho mình là sự thanh tịnh thì đây mới là món quà quý. Đây mới thể hiện hết cái tâm thành của mình gieo duyên lành với Đức Phật. Cho nên nếu như ai mà một lần gieo duyên lành với Tam Bảo mà tâm mình cảm giác an lạc thanh tịnh là chúng ta đang làm. Còn nếu mà chúng ta gieo duyên lành mà chúng ta bị bất an thì coi chừng việc làm đó chúng ta phải xét lại. Chúng tôi dùng từ là phải xét lại. Thì nhiều người biết thì chắc chắn là sẽ có nhiều người thăm hỏi mình hơn. Đúng không?
khen tặng mình cũng có, học hỏi mình cũng có, khuyến khích mình cũng có, chứ ba cũng có, nói chung là rất là nhiều. Và rõ ràng là khiến cho chúng ta không có yên. Đây là một cái sự thật để chúng ta phải thấy là học theo cái cách của Đức Phật là tuyệt vời. Giao duyên làm sao để tâm mình được thanh tịnh? Không, đây Đức Phật thấy rõ, Đức Phật làm là thuở trước mà đồng với Phật gieo duyên, gieo trồng căn lành, tức là có một lần gieo trồng căn lành với Đức Phật. Mình có thể lễ Phật, lại Phật, hoặc là ngồi nghe Đức Phật giảng, hoặc là mình hướng tâm về Đức Phật với tất cả cái sự tôn kính nhất của mình. Đó là một lần chúng ta đã có giao duyên với Phật rồi. Và kết quả là chúng ta chờ đợi sự thanh tịnh. Để được cái sự thanh tịnh là chúng ta đang hướng tâm đúng. Cho nên cái việc mà tới Tam Bảo, để chúng ta có thể làm cái gì cho Tam Bảo, thì cái tâm mình hướng đến chỗ nào? Hướng đến sự thanh tịnh, quên hết mọi chuyện đi. Tại vì không có thanh tịnh thì không bao giờ an lạc, không bao giờ an lạc thì không bao giờ có trí tuệ đâu. Có ai mà loạn động mà có trí tuệ không? Không có. Phải từ cái thanh tịnh, thanh tịnh giống như là định, và có định thì có tuệ, mà không có trí tuệ thì không được giác ngộ giải thoát. Cho nên á, nhiều khi mình, chúng tôi có gặp rất là nhiều cái người Phật tử á, là trước đây họ thực sự bế tắc công phu, và một giai đoạn không biết làm sao, tức là cái thiện căn của họ tới lúc rồi, nảy nở rồi, họ bắt đầu phát tâm phụng sự Tam Bảo. Một thời gian tôi thấy họ thông tuệ và họ thiền định tốt. Đấy là một sự thật. Tại vì họ chấp nhận để tháo gỡ hết cái vướng mắc, họ bắt đầu đi theo con đường giác ngộ giải thoát, họ dám buông bỏ những cái riêng tư ngã chấp ích kỷ của họ rồi. Và người này thì không mở tuệ thì ai mở tuệ? Nhưng mà mình thấy rõ ràng là chúng ta chưa có làm được, cho nên tuệ chúng ta bị đóng. Trước khi mở tuệ là tâm phải thanh tịnh. Cho nên ít lắm là chúng ta phải gieo duyên Đức Phật để cho tâm thanh tịnh cái đã, để Đức Phật khiến được thanh tịnh. Và chắc chắn người nào gieo duyên đúng với Đức Phật, người đó sẽ được thanh tịnh và an lạc. Còn không là chúng ta sẽ không được. Đối với lục đạo chúng sanh, Đức Phật chưa rời bỏ bổ nguyện. Thì vậy là lúc nào Đức Phật cũng sao có mặt, không phải là thân cận gần gũi, mà chỗ nào chúng ta đi, nếu mà mình dùng cái từ cho chính xác là chúng ta đang đi trong vòng tay thương yêu, ấp ủ, chở che của Đức Phật. Không phải là mình thấy sang bác hoàng làm họ đâu. Nhưng mà đây là sự thật, vì bốn nguyện của chư Phật mà Đức Phật chưa từng bỏ rời chúng sanh. Thì mình được quyền nói ngược lại là chúng ta đang sống, đang sinh hoạt, đang nói năng, đang hành động trong vòng tay của Đức Phật, trong cái sự thấy biết và thương yêu của Đức Phật. Đó là một cái sự thật. Đức Phật chưa từng rời bỏ bổn nguyện của mình. Và ở đây phải nói một câu là không khi dối. Ba cái chữ không khi dối này đối với người trên mình thì nha, thì phải nói là các vị từ bi đến cái độ mà nói cái này sợ mấy cái đứa ngu nó không có tin. Cho nên là ta nói thiệt đó con, ta là như vậy, nói thiệt đó con, nghe nó cảm động đúng không? Chúng ta thực sự mà khi đọc những cái từ ngữ này nghe trong người mình nó giống như nó bị một cái gì đó nó chấn động đó, thì mới đúng. Bồ Tát mà nói là ta không bao giờ nói dối đâu con. Nhưng mà sự thật á, là Đức Phật là người thấy như thật, sống như thật, là nói như thật. Chư Đại Bồ Tát cũng là những người như thế. Và ai ở trong cuộc đời này mà thấy như thật, sống như thật và nói như thật thì người đó xem như là cái người giác ngộ. Nếu chúng ta là người Phật tử, chúng ta tin lời nói của Đức Phật, không cần phải thêm ba cái chữ không khi dối này đâu. Nhưng mà vì cái lòng từ của chư Phật chư Bồ Tát lớn đến cái độ là nói nó không có tin thì nó không có lợi ích, tội nghiệp cho nó. Mà phải nói cái câu này, thật ra mình thấy cái tình của các vị giác ngộ đó, đúng là thiệt á. Gọi là cái gì? Cần mẫn chi chích từng ly từng tí. Bây giờ nói mà sợ mình không tin, và không tin thì mình lại sao? Không có lợi ích. Ở đây không phải không tin là mất phước, mà nó không có dùng cái từ đó như mọi người, nhưng mà không tin là không có lợi ích. Vì cái sự lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loài mà Đức Phật phải nói, chứ Bồ Tát phải nói một câu là
là đối với lục đạo luân hồi chẳng bỏ chúng sanh, chẳng bỏ bổn nguyện lợi ích chúng sanh, không khi dối. Câu này nếu đặt chỗ khác thì mình thấy nó thường lắm, nhưng mà để chỗ này thiệt là mình không còn cái gì trên cuộc đời này mà mình không thể không kính ngưỡng chư Phật chư Bồ Tát đó. Quá rồi à, cái tâm phải nói là tâm tình còn hơn người cha dạy người con từng ly từng tí dạy nãy giờ thì sợ nó không tin. Nói thiệt á, nhưng con gắng tin giùm mày, tội nghiệp tao quá. Không mà thấy thật sự là thấy thương, rõ ràng là không phải là thương theo cái kiểu bình thường nữa, mình phải dùng cái từ là mình rất kính, phải không? Rất là phục, vừa thương vừa quý vừa dạy tỉ mỉ như là cầm tay chỉ việc vậy, là chỉ có cha với con mới có được cái này, nhưng mà tình thầy trò mới có được cái này, nhưng mà tình Phật tổ còn kinh khủng hơn cái này nữa. Nếu không phải là lòng từ thật của một bậc giác ngộ thì không thể thốt ra lời này sau một cái bài nói chuyện. Nói vòng 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 sợ mình không tin, không có lợi ích, tội cho mình. Nói cho thương quá đi, muốn cho mình phải tin, muốn cho mình phải hiểu để mình có thể làm cái gì cho có lợi ích, mà đơn giản là gieo duyên với Phật để được sự thanh tịnh. Gán đi, không gán tin giùm cái đi. Đó cái kiểu người lớn nói mà như vậy mà không có cảm động những người học Phật thì không có còn cái gì nữa. Cho nên mà chúng ta học kinh đến một cái đoạn mà chúng ta thấy rõ ràng là mình có cái phước duyên quá nhiều đời nhiều kiếp để mình được nghe những cái câu lời tận trong thâm tâm của chư Phật chư Bồ Tát như thế này. Chúng ta phải nói vậy, tận sâu trong cái lòng từ của các vị. Nếu mà nói thế gian thì tận sâu trong đáy lòng đúng không? Nhưng mà đây là cái lòng từ quá lớn, chưa từng bỏ rời chúng sanh, thương yêu mà chắc chiêu dạy dỗ từng lời từng chữ vậy mà còn sợ mình không tin. Không bao giờ hư dối đâu con. Nghe cái câu thiệt á, mình không biết phải để đâu để mình lại nữa. Chứ còn mà vừa vừa như người khác thì dạy thì thôi, nhẫn kệ mình. Nhớ mình chưa chắc, ví dụ như bây giờ chúng ta đi học các trường học rồi bắt quá là mình học cho giỏi, rồi cuối kỳ thi mình thi cho đậu, và khi nó giỏi thì được bằng khen. Chứ còn thực sự một cái sự quan tâm của một ông thầy cho cả một cái đời của học trò là không có đâu. Nó lên lớp khác lâu lâu dễ thông thầy còn không nhớ, đúng không? Nhưng mà chư Phật là phát nguyện là không bỏ rời chúng sanh, cho nên đi sâu trong lục đạo luân hồi không bỏ rời chúng sanh. Rồi đó là phát nguyện là làm gì? Người bạn mà kiên cố của chúng sanh, người bạn lành kiên cố thì còn gì nữa đâu. Từ đó mà học những cái bản kinh lớn mà tới cái mức này á, thì chúng ta mới đủ cái niềm tin và sự cung kính một cách thực thụ. Nếu trước đây chúng ta chưa có, ai mà trước đây chưa có cái lòng tin và cung kính Tam Bảo thì học những cái này mà chúng ta không có phát cái tâm để mà cung kính Tam Bảo ha, không có thương quý Tam Bảo, không có tôn trọng Tam Bảo, không có quy hướng Tam Bảo thì thật là chúng ta là cái người không có thiện căn. Học mấy cái này mà chúng ta không có những cái tâm đó là chúng ta không có thiện căn. Người có thiện căn nghe tới cái câu này rồi là tự động mình nghe cả toàn thân mình bị rúng rính rồi. Dù trước đây mình đi theo tà ma ngoại đạo gì đó không cần biết, mà nghe vậy tôi quay lại tôi quy y Phật liền. Tôi bỏ hết liền để tôi quy y Phật. Và phát nguyện là đời này cho tới vĩnh kiếp về sau, con sinh ra ở đâu con nguyện được gặp Phật, con tu theo Phật, con học được Phật để mà con được vượt thoát, để mình được tận hưởng cái tình thương này. Chúng ta không có biết trân trọng, không có biết tận hưởng cái tình thương của chư Phật chư Bồ Tát, cho nên là khi nghe tới câu này chúng ta không có cảm giác gì. Nhưng mà nếu nghe tới đây mà chúng ta cảm giác rần người của mình lên, mình cảm nghe nó có một cái gì đó rất là an lạc, hạnh phúc xảy ra trong đời sống của mình hiện tại, thì biết rằng là thiện căn chúng ta có đó. Những người lớn mà nói chuyện với nít một bậc giác ngộ, giống như là cái gì đó, một cái người mà đang mặc đồ quý, mặc đồ đẹp, đi trên một cái chiếc xe rất là trang trọng, nhưng mà lội xuống bùn để mà vuốt ve một cái con
một con vật rất là nhỏ ở dưới bùn, đúng không? Nếu con vật nó cảm động được chắc nó cũng quy hướng, nó cũng theo. Như mình là những chúng sanh đang ở trong bùn nhơ sinh tử mà Đức Phật đã lặn lội tới đây rồi. Đúng không? Phải dùng cái từ vậy. Đức Phật đang lặn lội tới đây rồi, Đức Phật đang vuốt ve, đang là che chở, đang bảo bọc, đang dìu dẫn mình, đang nâng chân đỡ bước của mình, đang chỉ dạy của mình, đang chăm sóc cho mình từng ly từng tí rất là nhỏ. Nội cái chuyện mình xây dựng cái lòng tin ở tâm của mình thôi như thế này thì còn cái gì có thể nói hơn nữa. Đó rồi. Nếu mà chúng ta không có vận hết tâm, hết lòng mình hướng về Đức Phật mà đảnh lễ để mà thể hiện cái lòng tôn trọng, cung kính, lòng tri ân, báo ơn của mình thì thật là mình không có xứng đáng. Không có xứng đáng một kiếp người này. Nếu mà chúng ta học được những điều này mà tâm nó mà không có trào dâng sự cung kính, sự thương quý, sự tân trọng Đức Phật là thật là chúng ta không xứng đáng làm người. Khó có những cái bản kinh nào mà có những cái lời mà chúng tôi nói là đầy ngập cái lòng tin để cho một Phật tử có thể tin được đạo Phật. Đâu còn gì hơn nữa đâu. Nói rồi còn nói là không khi dối, không từng nói dối, không có khinh khi chúng sanh, rất là tôn trọng chúng sanh và thể hiện cái lòng từ cũng như tất cả những công hạnh thương yêu gần gũi và muốn làm cho chúng sanh được thanh tịnh. Chỉ cần chúng sanh gieo duyên lành với ta thì ta làm cho chúng sanh được thanh tịnh. Lời nói này không hư dối. Và nếu mà chúng ta hướng tâm về Đức Phật một cách thành khẩn và gieo duyên với tất cả những cái lòng thương yêu tôn quý của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ được thanh tịnh đúng như lời. Phải nói đây là giống như một cái lời thề. Người lớn mà nói chuyện với nít mà thề thì thiệt là nghe nó khó nghe, nhưng mà quá thương mình không còn cách nào khác. Phải nói như vậy á, không còn cách nào khác là phải nói cái câu này thôi chứ không còn cách nào hơn nữa. Đều dùng pháp lành phương tiện nhiếp thủ họ tu tập hạnh thanh tịnh. Tức là do quá thương mình. Đây là các vị Bồ Tát nói, là các vị thề là không nói dối rồi, hiểu không? Rồi là phải thấy Đức Phật là dùng tất cả những phương tiện để nhiếp thủ chúng sanh. Có nghĩa là gìn giữ mình. Dùng từ nhiếp thủ chúng ta nghe nặng nề, nhưng mà đó là gìn giữ. Đức Phật luôn luôn dang rộng lòng tay để gìn giữ, để bảo hộ, để che chở, bảo bọc cho tất cả chúng sanh. Phải nói như vậy. Lúc nào Đức Phật cũng làm điều này, chư Bồ Tát cũng làm điều này. Chỉ một cái là mình gỡ tay Phật để mình chui ra mình đi làm cái gì á. Tức là bây giờ Đức Phật muốn gìn giữ chúng ta ở chỗ thanh tịnh mà mình không có chịu. Mình thích cái này, mình thích cái kia, mà kia để mình tự phá hủy cái sự thanh tịnh của tâm của mình. Mình muốn loạn động, mình muốn bất an, mình phải nếm mùi đau khổ. Mình muốn có cái cảm giác gì đó, chứ bàn tay Đức Phật nó im, nó ấm, nó nhẹ nhàng, nó vỗ về. Mình không có chịu, mình không chịu, mình không muốn ở trong cái vòng tay im ấm đó nữa. Mình muốn phong ba bão tố, muốn nắng táp mưa sa gì gì đó. Cho nên là Đức Phật luôn luôn phương tiện để gìn giữ chúng ta. Cách gì đó mà Đức Phật giữ mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo là Đức Phật làm. Cho nên chỉ cần thì chúng ta hướng tâm về đạo quả giác ngộ giải thoát thôi. Nằm ngủ đi nữa cũng bình yên. Phải nói một câu như vậy đó. Chứ ta nằm mơ đi nữa, chứ chúng ta cũng phải làm mơ bình yên ở trong cảnh giới của Tam Bảo nữa. Chứ không phải là chúng ta thức. Thì người nào mà trong giấc ngủ mình vẫn có một cái cảm giác mà thực sự an lành trong cảnh giới, trong ngôi nhà của Tam Bảo, thì người đó là người có thiện căn lớn. Và được như vậy thì chắc chắn tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Còn không được như vậy là tâm chúng ta không thanh tịnh. Xô phá tất cả những ma đấu tranh. Tức là đó, khi mà chúng ta gieo duyên lành với Tam Bảo rồi, được Đức Phật cho chúng ta thanh tịnh rồi, được Đức Phật Phật gìn giữ bảo bục bọc chúng ta rồi, còn dẹp trừ những cái sự đấu tranh hơn thua của mình để cho tâm chúng ta được yên ổn, được an lạc, được thanh tịnh. Đây là cách làm của chư Phật. Tại ra có những cái lúc mà mình thấy á, do cái riêng tư ích kỷ của mình, mình chấp ngã, mình tạo cái sự bất an cho mình. Nhưng mà thỉnh thoảng có lúc chúng ta tỉnh cái cơn mộng, cái này là thỉnh thoảng thôi,
thì mình liền hướng về Đức Phật, mình liền hướng về Tam Bảo, mình liền cảm nhận được cái an lạc gì đó. Nhưng mà đó là thỉnh thoảng trong cuộc đời. Và từ đó bắt đầu chúng ta có được cái năng lượng để chúng ta sống tốt được một đoạn. Xong rồi thì cũng chấp thủ trở lại, cũng rồi mê đắm trở lại, cũng câu thúc với nhau trở lại, cũng vướng mắc trở lại. Mệt mỏi quá cái là ngã sụi xuống đó, cái nhớ tới Phật được yên vài bữa. Kiểu mình là như vậy. Không, hơn thua tranh đấu buồn phiền giận hờn, rồi cái là mệt mỏi quá cái tối về mới ngồi thiền. Ngồi thiền yên yên chút mới sáng ngày mai quậy tiếp. Thế chưa bao giờ là chúng ta giữ được cái sự an lạc thanh tịnh đi vào đời sống. Nếu mà sự an lạc thanh tịnh mà chúng ta giữ vẹn trong đời sống này thì trí tuệ chúng ta sẽ được khai thông và chúng ta sẽ lần lần thấu hiểu được chân lý. Và như vậy là thấu hiểu được chân lý thì chúng ta sẽ được giác ngộ giải thoát. Đó là cái điều mà Đức Phật cần đến với mình. Hồi sáng hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Hồi chúng ta hồi hướng chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô ngài
mật thông thấu toàn bộ năm và tỏ tương tư thế của năm ấy là tư thế của năm là không nay xa lời phương. Chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái gì là sắc, cái đó chính là không, cái gì là không, cái đó chính là sắc. Thọ tướng ơi ơi hành tức cùng Phật ngày hiến tiếng này tất cả các pháp đều hiện lộ tư không tương không sanh không diệt không nhớ không nhiễm viên mãn tròn đầy viên mãn tròn. Nhã ba la mật đà
đến là cứu cánh nghiệp viên mãn ta bà, tình tuy bạc nhà ba.